chương 1140, hoặc tâm huyễn trận. Phong ca ta cảm thấy chúng ta vẫn là tìm thêm một số người A à cùng người ta những cái kia động một tí mấy trăm mấy ngàn chiến đoàn đến so nhân số chúng ta thật sự là quá ít. Mục cuồng cũng nói, ta cảm thấy cũng có thể thích hợp khuếch trương một chút ở chỗ này đánh tốt nội tình về sau chúng ta cũng mới tốt càng cũng may hơn vạn tượng tông trong môn đặt chân ta nghe nói vạn tượng tông trong môn đệ tử ở giữa cũng là chia rất nhiều phe phái. Tử vân quận chúa lại nói, Mục Phong nghe vậy nhíu mày hỏi, có bao nhiêu người tìm tới dựa vào chúng ta? Có hơn 300 người linh hải cảnh giới chiếm đa số nguyên đan cảnh giới ngược lại tại số ít. Tử vân quận chúa nói, có thể thông qua tuyển chọn tới đây nguyên đan tu sĩ cơ hồ đều là cửu trọng thiên tu vi mà lại thiên phú không tồi dạng này tu sĩ ngược lại tại số ít mà linh hải cảnh giới vừa đến cửu trọng thiên tu vi nguyên tông ngược lại nhiều nhất dù sao rất nhiều nguyên đan tu sĩ sẽ không ở nguyên đan cảnh giới liền mạo hiểm tới đây đều trong gia tộc tu luyện đến phần lớn là một chút thiên phú không tồi tâm tính dù sao kiên định nguyên đan tán tu. Mục Phong nghe vậy có chút trầm xuống sau đó nói, vậy liền đều thu cất đi người đem mỗi cái cảnh giới người đều sửa sang lại đặc biệt là linh hải cảnh giới cửu trọng thiên người truyền xuống ta truyền cho các người chiến trận pháp quyết mọi người tốt sinh huấn luyện một chút không lâu sau chúng ta liền muốn đi ma nguyên lịch luyện ha ha tốt ta thế nhưng là đã sớm ngứa tay. Mục cuồng hưng phấn cười nói, đúng vậy a à, đến có một đoạn thời gian ta cũng nghĩ đi xem một chút ma lang tộc đến cùng là dạng gì. Đám người nghe vậy đều rất hưng phấn, sau khi tan học mục phong lại gọi tử vân quận chúa đem những cái kia muốn gia nhập chiến phong người triệu tập mang tới. Không đến bao lâu hơn 300 người hội tụ trong đại sảnh từng tia ánh mắt hội tụ hướng lên phía trên trên chỗ ngồi thanh niên không ít người trong ánh mắt đều lộ ra một tia sùng kính. Những người này có hơn 200 người đều là linh hải cảnh giới tu sĩ, một số nhỏ nguyên đan đỉnh phong tu sĩ linh hải cảnh giới, đại thiên vị cường giả cũng có hơn 10 người, phần lớn đều là đại thương tuyển chọn đệ tử mà lại đều là không môn không phái hay là tiểu gia tộc trong thế lực người. Đại gia tộc bên trong đệ tử không cần dùng tìm tới dựa vào hắn. Phong ca, đám người ôm quyền thi lễ đối đầu phương thanh năm cung kính thi lễ. Các vị khách khí, mục phong đứng dậy ôm quyền hoàn lễ. Phong ca lực áp đại thương quần anh chúng ta bội phục không thôi đáng tiếc chúng ta đều là tiểu gia tộc hoặc là tán tu tử đệ ở chỗ này cực không đắc thế cũng không có người đầu lĩnh tìm tới dựa vào phong ca còn xin phong ca thu lưu. Một người mặc thanh bào nhìn qua so mục phong lớn tuổi một chút thanh niên có chút cung kính nói: "Còn xin phong ca thu lưu." Một đám người đều là ôm quyền nói: đã tìm tới dựa vào người khác tư thái khẳng định phải hạ thấp mục phong bây giờ thanh danh tại đại thương đệ tử bên trong chính là một cây cờ lớn hắn nếu là nghĩ chủ động đại lượng khuyết trương nhân thủ khẳng định không chỉ như thế chọn người tìm tới dựa vào. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói, các vị có thể để mắt Mục Phong tìm tới dựa vào tại ta đây là Mục Phong vinh hạnh lúc đầu ta vô ý mở rộng chính mình trận danh bất quá nhiều cái huynh đệ cũng là nhiều phần chiến lược đã mọi người tin tưởng Mục Phong nguyện ý đến cùng ta đây là đối ta Mục Phong tín nhiệm bất quá các vị muốn gia nhập ta chiến đội cũng có một cái tiểu khảo nghiệm trước qua một chút. Tiểu khảo nghiệm, đám người nghe vậy sướng sờ sau đó đều là nghi hoặc nhìn về phía Mục Phong. Phong ca nói rõ, một người nghi hoặc hỏi, đơn giản không phải khảo nghiệm thực lực gì tu vi loại hình thực lực tu vi những này tất cả mọi người có thể tu luyện tăng lên mà ta nếu là trung thành ta mục phong địch nhân không ít muốn ta lệnh người không phải số ít ta không hy vọng dưới trướng của ta người có trần trừ phía sau cho ta xuống đau người. Mục phong ánh mắt như dao nhìn tại mỗi người trên mặt kim gia chu gia đã nghĩ hắn chết không bài trừ tại trong nhóm người này xếp vào gian tế khả năng. Mọi người tại mục phong ánh mắt nhìn chăm chú cũng hơi cúi đầu mục phong ánh mắt quá mức sắc bén không có mấy người có thể tiếp nhận hắn khí chàng cũng có người ánh mắt chấp động trong lòng có chút không ổn cảm giác truyền đến. Cái này khảo nghiệm rất đơn giản ta hội bố trí một cái trận pháp ở trong trận nếu như là thực tình tìm tới ta mục phong mọi người cùng nhau phấn đấu người tự nhiên không có vấn đề nếu như là có khác không tốt một người cũng biết bại lộ cái này khảo nghiệm không biết các vị có dám hay không thử một lần đâu. Mục phong nhìn qua đám người cười nhạt nói. Đám người hai mặt nhìn nhau có người đứng ra nói ra, phong ca chúng ta đều là thực tình tìm tới người dạng này hoài nghi chúng ta không quá phù hợp a à. Vị huynh đệ kia có thể rời đi, mục phong đạm mạc nói chỉ hướng người nói chuyện ta sắc mặt người này biến đổi sau đó hử lạnh một tiếng quay người rời đi những người khác sắc mặt khác nhau trước đó nói chuyện thanh niên kia cười nói đã như vậy phong ca cứ tới khảo nghiệm tốt kia mục phong liền không khách khí Mục Phong bước chân đạp mạnh thể nội một cỗ nguyên lực tuôn ra giao hội thành từng cái từng cái đạo văn quét sạch mà ra kim sắc đạo văn sen lẫn mà ra bao khỏa tất cả mọi người hình thành một cái trận pháp kết giới dần dần từng đạo kim sắc quang mang theo trong trận bắn vào tất cả mọi người linh hải bên trong lập tức tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngây dại ra linh hồn đều lâm vào một loại thôi miên trạng thái. Trận này là một cái ngũ dai hoặc tâm huyến trận tại pháp trận này bên trong tất cả mọi người là căn cứ chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nói chuyện. Tốt các người đi vào đề ra nghi vấn A. Mục phong đối chiến phong người nói lập tức chung quanh chiến phong thành viên tiến vào trong trận bắt đầu đề ra nghi vấn. Người gia nhập chiến phong mục ở đâu? Mục cuồng hướng về hỏi một người nói. Kiếm chiến công, người này thần sắc chết lặng trả lời nói. Những người khác cũng là như vậy từng cái hỏi tới. Cơ hồ đều là trả lời giống nhau như đúc. Người gia nhập chiến phong mục ở đâu? Đồng dạng vấn đề hướng về hỏi một người khác. Tìm hiểu mục phong tin tức tùy thời nắm giữ hắn tình báo cung cấp cho chu gia đổi lấy tài nguyên. Tu sĩ này nói, ha ha danh con thật đúng là mẹ hắn có gian tế. Mục cuồng cười lạnh bên cạnh có chiến phong thành viên trực tiếp đem người này lôi ra đến áp trụ. Tất cả mọi người hỏi qua một lần sau hết thảy cầm ra đến ba tên gian tế. Mục phong lúc này mới thu pháp trận tất cả mọi người tỉnh táo lại cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi tất cả mọi người cảm giác được chính mình ở vào một nửa mộng nửa tình trạng thái bên trong trong mông lung có người hỏi chính mình một vấn đề. Phong ca ngươi làm cái gì vậy? Bị áp trụ kia ba tên gian tế nhìn qua mục phong hỏi. Làm gì? Ba vị muốn dựa vào bán ta mục phong phát tài nhưng là muốn đánh đổi một số thứ. Mục Phong nhìn qua ba người cười lạnh nói ba người này sắc mặt đại biến chính mình làm sao lại bại lộ. Ba cái danh con cho chu gia làm gian tế dùng tình báo đổi tài nguyên tu luyện lại tại chúng ta nơi này kiếm chiến công đánh thật sự là ý kiến hay. Mục cuồng cười lạnh rút ra trên lưng to lớn chiến đao gác ở ba người trên cổ. Ba người này dọa đến chân đều như nhũn ra run lên từng cái nơi nào còn dám mạnh miệng vội vàng quỳ cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1141, Thu mua tài nguyên. Phong ca tha mạng A Phong ca chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nghe người khác dụ hoặc A. Ba người này cầu khẩn nói cầu xin tha thứ. Những người khác mặc dù không biết vừa rồi cụ thể phát sinh cái gì bất quá cũng đoán ra ba người này chỉ sợ là mục phong cửu gia an bài gian tế, ha ha ta nghĩ các ngươi đều hẳn phải biết ta mục phong thủ đoạn trước đó thế nhưng là đã cho các ngươi cơ hội rời đi các ngươi nếu đã lưu lại đến cực cực thua liền phải trả giá đắt. Mục phong cười nhạt nói vung tay lên mục cuồng hiểu ý nhấc lên 1m67 dài cự hình chiến đao trực tiếp chém giết mà xuống. a à, phốc phốc, ba cái đầu trực tiếp bị một đao chém xuống máu tươi đại sành. Cái khác tìm tới dựa vào người gặp một màn này trong lòng đều sẽ run lên nhìn mục phong trong ánh mắt càng nhiều hai điểm kính sợ mục phong sát phạt quá quả đoán trực tiếp không cho bất cứ cơ hội nào. Mục Phong không thèm để ý chút nào trước người huyết tinh hắn làm sao không có giết gà dọa khỉ ý tứ gõ một cái những người này để bọn hắn biết tương lai nếu là phản bội hắn sẽ là kết cục gì. Chiến Phong hoan nghênh các vị gia nhập về sau mọi người chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói, Phong ca, tất cả mọi người đều là cùng kêu lên ôm quyền cung kính kêu lên. Đến tận đây Chiến Phong nhân số khuếch trương đến 340 người. Chu Gia Trang trong vườn, cứu, hét dài một tiếng âm thanh chấn thiên vang lên một tòa phủ đệ bên trong anh một tiếng một đoàn hỏa quang bộc phát toàn bộ phủ đệ tại quét sạch màu đỏ thắm trong biển lửa hóa thành cho tàn một thân ảnh vỗ cánh mà lên lượn lờ hỏa diếm cái này rõ ràng là một cái cánh dương to khoảng 10 triệu màu đỏ thắm cự chim ngoại hình có chút cùng loại trong truyền thuyết thần cầm chu tước cái này chim hồng tước phá không mà lên xoay quanh tại chu gia trên tòa phủ đệ không phát ra kinh người uy thế biển lửa ở giữa không trung thiêu đốt mấy ngàn mét phạm vi vô số chu gia đệ tử chấn kinh nhìn qua một màn này đây là huyết mạch hóa hình anh tỷ chu điều huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh thật là khủng khiếp khí thế anh tỷ đã ngưng tụ thiên phách sao thật mạnh uy áp anh tỷ ba ý ngưng phách chỉ sợ bây giờ chiến lược so phong lâm thiên cũng kém không nhiều lắm a à. vô số chu gia đệ tử chấn kinh nhìn qua một màn này trong biển lửa một đạo người mặc váy đỏ thân ảnh dạo bước mà ra chính là chu anh mà kia một cái chim hồng tước hóa thành một đạo thiên phách quang mang bắn vào chu anh thể nội kia kinh người khí thế biến mất không thấy gì nữa chúc mừng anh tỷ thiên phách đại thành Tất cả chu gia đệ tử cùng chu tước chiến đoàn người cung kính hành lễ nói. Chu anh bình thản gật đầu, nàng tu vi chân ý đã sớm đạt tới ngưng phách tình trạng, chỉ là đang chờ sở tu chân ý đều đến hóa cảnh ngưng tụ càng mạnh thiên phách mà thôi. Một đám chu gia đệ tử bên trong nhân vật trọng yếu đều vây tới chu anh đạm mặc hỏi, gần nhất đệ tử trong vòng có cái gì động tĩnh sao? Gần nhất Phong Lâm Thiên mang theo Phong Lâm chiến đoàn người diệt một cái ma lang bộ lạc gây nên oanh động không nhỏ, cái khác cũng đến không có cái gì đại sự. Một chu gia đệ tử nói, đối trước một hồi nhường triệu thiên mãng thiết kế hãm giết mục phong thất bại tiểu tử này chỉ sợ cũng không phải phổ thông nhân tộc thân có kỳ lạ huyết mạch lại đem triệu thiên mãng đều phản sát cái này chu gia đệ tử đột nhiên nói mục phong còn không có giết chết chu anh nhướng mày nói vậy mà có thể giết triệu thiên mãng cái này mục phong cũng coi như có hai phần bản lãnh đã ta đáp ứng kim hạo nguyệt thay nàng giết mục phong tiểu tử này liền không thể còn sống về sau phái người nhìn chầm chầm một chút có cơ hội ở bên ngoài giết hắn rõ Phong Lâm Thiên lôi đoạn nhạc hiên viên lãng ta nhưng cũng là ba ý ngưng phách lần này ta Chu Anh nhất định phải cùng các ngươi tranh một chuyến cái này tân nhân vương. Chu Anh tự nói nói trong đôi mắt đẹp lộ ra sắc bén phong mang về phần mục phong nàng không phóng tầm mắt bên trong. Mục phong truyền lại chiến trận chiến phong người cũng bắt đầu chăm chú diễn luyện tăng thực lực lên chờ đợi mục phong dẫn bọn hắn ra ngoài giết địch lập công. Mà mục phong cũng bắt đầu ở trong thành rất nhiều cửa hàng giao dịch trong các bắt đầu thu thập trợ giúp ngưng tụ thiên phách tài nguyên vật liệu tỷ như hồn tinh. Ngưng tụ thiên phách cần đại lượng hồn lực hồn tinh liền không thể thiếu khuyết mà một cái hồn tinh liền giá trị một ngàn khối linh thạch thiên phách ngưng tụ làm sao cũng muốn chuẩn bị một hai trăm khối hồn tinh. Mà mục phong tu luyện hai đạo người khác ngưng tụ một loại thiên phách hắn chỉ sợ muốn ngưng tụ hai loại nguyên lực thiên phách cần hồn tinh càng nhiều trực tiếp mua sắm 50 vạn linh thạch hồn tinh hết thảy hơn 500 mai hồn tinh đây cơ hồ nhanh tiêu hết mục phong tất cả linh thạch lần trước ăn cướp gia tộc hiên viên đệ tử thu hoạch được linh thạch cũng cơ hồ tiêu hết không có linh thạch mục phong cũng không thể không bắt đầu kiếm lấy linh thạch tài nguyên trèo chống tự mình tu luyện cũng may hắn kỹ năng nhiều bây giờ đan đạo lại đạt tới ngũ giai trình độ có thể luyện chế ngũ giai hạ phẩm vương cấp đan dược chính mình luyện chế đan dược đi đan dược phô bên trong bán ra phòng đấu giá đấu giá cũng phi thường kiếm tiền một bình hạ phẩm vương đan cũng có thể đấu giá bảy tám vạn linh thạch giá cả Tại loại chiến trường này tiền tuyến đan dược phi thường nổi tiếng đặc biệt là vương cấp đan dược tay cụt mọc lại đan khôi phục nội thương đan dược tu luyện dùng đồng vương đan có thể thời gian ngắn khôi phục thiên phách cảnh giới vương giả nguyên lực hồi nguyên vương đan mục phong ngắn ngủi thời gian 10 ngày liền dựa vào luyện chế đan dược kiếm mấy chục vạn linh thạch vơ vét của cải năng lực kinh người. Mục phong cũng là âm thầm may mắn lúc trước chính mình nghi nguyệt đối chính mình nghiêm khắc đối chính mình văn nói yêu cầu cao không phải bây giờ chỗ nào có thể dễ dàng như vậy kiếm tiền thu hoạch được linh thạch mục phong cũng mua sắm không ít phong cương thạch muốn tu luyện phong lôi tiên sĩ môn này thiên công thân pháp phong cương thạch giá cả cũng không ít một khối tứ giai phong cương thạch liền cần trên trăm linh thạch ngũ giai giá cả càng là lật gấp 10 cần hơn ngàn mà mục phong cũng một hơi mua sắm gần 10 vạn phong cương thạch toàn bộ lâm nguyên thành trong cửa hàng phong cương thạch đều sắp bị hắn thu mua sạch sẽ mà một ngày này mục phong rốt cục lại một lần nữa triệu tập tất cả chiến phong thành viên hết thảy 340 người mọi người toàn bộ hội tụ trong đại sảnh mục phong các loại tất cả mọi người vây tụ tại mục phong chính mình chế tạo ra một khối to lớn chiến lược sa bàn bên cạnh phía trên căn cứ mục phong dò xét địa hình làm ra địa hình sa bàn từng cái bộ lạc vị trí tiêu ký đến thanh hiểu rõ sở phi thường chuyên nghiệp không phải quân nhân xuất thân tuyệt đối không làm được dạng này chiến lược sa bàn ta chỗ dò xét khu vực lớn nhỏ bộ lạc hết thảy có gần 40 trong đó đại bộ lạc có mười mấy vạn ma lang tộc nhỏ cũng có mấy ngàn ma lang tộc bộ lạc mục phong ngón tay sa bàn nói đều nhiều người như vậy vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể dựa vào đánh giết một chút tán lang ma lang tộc hiếm lấy chiến công. Tử vân quận chúa cao mày nói bọn hắn cũng liền hơn 300 người nhỏ nhất bộ lạc thế lực đều mạnh hơn bọn hắn chỉ có một ít không thành đại thể hệ lang thang ma lang tộc có thể đánh giết hoặc là chính là đi săn hình thức đi chậm rãi tiêu hao. Ha ha ta nói qua binh quý tinh bất quý đa chân chính đánh trận dựa vào không chỉ là nhân số bên trên đối bính chiến lược cùng kế hoạch có thể nhường gấp đôi nhân số đánh bại gấp 10 thậm chí mấy chục lần địch nhân, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1142, đánh du kích chiến. Mục Phong vừa cười vừa nói hắn nhưng là tham quân nhiều năm hành quân đánh trận nhưng khác biệt võ đạo đấu pháp cứng đối cứng xem ai quyền đầu cứng tu vi cao thực lực mạnh nguyên kỹ uy lực lớn đơn giản như vậy. Mục Phong ở phương diện này cách tự hỏi cũng cùng võ tu khác biệt. Kia Phong ca ngươi ý là chọn một bộ lạc nhỏ đánh. Dương Hải hỏi, Ừm không sai chúng ta nhiều người như vậy chỉ là mai phục khi dễ một chút tản mạn khắp nơi ma lang tộc một năm cũng khó có thể đem chiến công kiếm được nhiệm vụ căn bản mục tiêu trình độ. Mục Phong gật đầu nói, đám người nghe vậy nhìn về phía Mục Phong tiêu ký những cái kia bộ lạc tìm kiếm thế lực nhược tiểu nhất một cái. Phong ca có phải hay không tiến đánh cái này một cái ma lang tộc thôn xóm cái này bộ lạc chỉ có hơn một ngàn ma lang tộc có người chỉ hướng mục phong một cái tiêu ký bộ lạc phía trên viết hiểu rõ bộ lạc danh tự còn có bộ lạc bên trong đại khái nhân số chỉ có hơn một ngàn tên ma lang tộc nhân là cái này một mảnh ma lang trong tộc nhược tiểu nhất một cái. Ừm cái này bộ lạc nếu là chúng ta hảo hảo kế hoạch một phen không chừng có thể ăn. Những người khác cũng gật gật đầu biểu thị tán đồng. Ha ha không phải cái này bộ lạc là cái này đo bộ lạc. Mục phong cười nhạt một tiếng chỉ hướng một cái khác bộ lạc danh tự nói. Đám người nhìn lại từng cái biến sắc cái này bộ lạc bên trên viết thình lình có gần một vạn người mà lại còn có một thiên phách cảnh giới ma lang vương người. Không phải đâu tiến đánh cái này bộ lạc, chúng ta mới hơn 300 người A. À. Đúng vậy A à, chúng ta chút người này còn chưa đủ cái này bộ lạc nhét kẽ răng A. À. Cái này hoàn toàn chính là lấy chứng trọi với đá A à, đối phương còn có thiên phách cảnh giới lang vương A. À. Đám người trong nháy mắt nghị luận lên không dám tin mục phong vậy mà muốn lấy hơn 300 người người đối bính một vạn ma lang tộc nhân bộ lạc liên liên tử vân quận chúa mấy người cũng chấn kinh nhìn qua mục phong không dám tin lá gan này cũng quá lớn đi chỉ có mục cuồng cùng bạch tử dược không có chút nào dao động bọn hắn đối mục phong tín nhiệm đã đến mù quáng mà bước phong ca nói có thể đánh hắn khẳng định có biện pháp đánh nếu như nói mục phong nói mặt trời nhưng thật ra là phương chỉ sợ hai người cũng không biết hoài nghi haha ha khẳng định không phải đi cùng cái này bộ lạc ngạnh bính mà ta tự có phương pháp Mục Phong hít mắt cười nhạt một tiếng trong lòng đã có lập kế hoạch sau đó Mục Phong đem chính mình chủ ý cùng làm chiến kế hoạch cùng đám người thương nghị. Ngày thứ hai Mục Phong các loại hơn 300 người cũng cuối cùng từ chiến phong tổng bộ xuất phát tiến về Ma Lang Thảo Nguyên phương hướng. a à, cái này chiến phong người cũng rốt cục xuất động nhìn điệu bộ này là đi Ma Lang Thảo Nguyên giết địch kiếm chiến công đi thôi. Có tuyển chọn đệ tử nhìn qua chiến phong người toàn quân xuất động nhịn không được nói ha ha liền bọn hắn cái này hai ba trăm người cũng chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo bắt một chút quân lính tản mạn chỉ sợ không có một hai năm đều tích lũy không đủ chiến công a à. có đại chiến đoàn người khinh thường cười nói đúng vậy a à nhìn phong lâm chiến đoàn lôi đình chiến đoàn bọn hắn những ngày chiến đoàn mới lợi hại trực tiếp tiến đánh có mấy ngàn ma lang tộc bộ lạc thậm chí hơn vạn bộ lạc một lần chiến đấu xuống tới thực lực mạnh đều có thể thích xúc hai ba trăm chiến công ai đáng tiếc chúng ta chiến đoàn cũng chỉ có thể du kích tiến đánh một chút không lợi hại ma lang bộ lạc không ít người cảm thán nói hâm mộ những cái kia đại bộ lạc người. Mục phong bọn người ra khỏi thành sau đó liền một đường căn cứ địa đồ phá không bay đi dần dần tiến vào ma lang thảo nguyên khu vực một đường hướng mục tiêu bộ lạc tiến đến gặp phải một chút đánh lén hung thú cường giả trực tiếp xuất thủ cường thế xóa bỏ. Cái này phương viên mấy trăm cây số đường kính phạm vi bộ lạc phân bố hình dạng mặt đất địa hình toàn bộ đều tại mục phong trong óc. Một đường còn gặp phải một cái hơn 10 người tuần tra ma lang tộc lang kỵ mục phong bọn người lấy xét đánh chi thế trực tiếp diệt sát nửa canh giờ sau đám người rốt cục đi vào cái này đo bộ lạc vị trí. Cái này bộ lạc tại hai tòa gò núi ở giữa ở lại hơn vạn ma lang tộc nhân ma lang kỵ chiến sĩ liền có hơn 3.000 người đều là linh hải cảnh giới tu vi cường hãn lang kỳ cái khác chính là nguyên đan cảnh giới tu vi ma lang tộc nhân. Mục phong chiến phong chỉ có hơn 280 người linh hải cảnh giới nguyên tông còn có 60 người chỉ là nguyên đan đại thiên vị tuyển chọn đệ tử. Dạng này sức chiến đấu ngạnh bính đối phương 3.000 ma lang cưỡi hữu tử vô sinh một đám người trốn ở trong bụi cỏ nhìn qua nơi xa giữa hai ngọn núi to lớn chạy trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Đây chính là đo bộ lạc tiếp xuống mọi người liền muốn dựa theo ta kế hoạch làm việc. Mục phong đối đám người truyền âm nói đám người gật đầu minh bạch. Sau đó một đám người lại lặng lẽ lui cách nơi này. Thẳng đến tầm nửa ngày sau mục phong mới lại dẫn những người này trở về. Một đám người chia sáu cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội hơn 50 người đều có chân ý hóa cảnh cường giả dẫn đầu mà Mục Phong chính mình dẫn đầu một cái tiểu đội tiềm hành hướng Ma Lang Bộ Lạc. Tại cách cái này bộ lạc bất quá chừng một ngàn mét khoảng cách thời điểm mục phong người toàn bộ đều lấy ra cung tiễn nguyên lực quán chú mũi tên bên trong phát ra năng lượng kinh người ba động. Hiu, 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 lập tức mấy chục đạo tràn ngập nguyên lực mưa tên hóa thành lưu quang bạo sát hướng nơi sa ma lang bộ lạc chiến sĩ. a à phốc phốc, cái này một đợt công kích đánh cho bọn này ma lang tộc chiến sĩ chờ tay không kịp trong nháy mắt liền có hơn 30 người chúng tên kêu thảm tới đất hơn 10 người bị tại chỗ bắn giết. Có địch nhân, cái khác người sói các chiến sĩ gặp một màn này hoảng sợ tránh né gầm thét lên tiếng lập tức chung quanh người sói chiến sĩ toàn bộ chạy đến phóng tới hướng bắn tên nguyên lực ba động truyền đến địa phương. Rút lui, mục phong gầm nhẹ lập tức một đám người bay thẳng trốn mấy trăm ma lang tộc chiến sĩ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Mục Phong hướng về sau ném ra mấy đạo phù quang bạo tạc về sau hóa thành một mảnh hắc sắc yên vụ quét sạch hướng bát phương che giấu đám người thân hình linh thức cũng mặc không thấu khói mù này. Làm bọn sói này cưỡi bay sông ra sương mù thời điểm trên thảo nguyên trên bầu trời chỗ nào đều nhìn không thấy Mục Phong bọn người thân ảnh. Ghê tởm bọn này hèn hạ nhân tộc, bọn này ma lang tộc gầm thét sau đó không cam lòng rút về đi làm bọn sói này cưỡi lui về phía sau nơi xa một mảnh bụi cỏ đột nhiên như là màn sáng đồng dạng nổi lên gợn sóng mục phong bọn người từ đó mà ra cái này rõ ràng là một cái sớm chuẩn bị tốt bí ẩn huyễn trận. Đồng thời cái này bộ lạc cái khác mấy cái phương hướng cũng gặp phải dạng này tập kích đánh xong về sau lập tức người liền chạy mỗi một lần ma lang tộc nhân đều người bị công kích đào thoát. Phong ca đây là muốn cùng cái này bộ lạc đánh du kích. Chậm rãi tiêu hao, một ngày này mục phong người đánh lén hai lần nhường ma lang tộc lửa giận không thôi phái người bắt đầu ở chung quanh không ngừng tuần tra. Thế nhưng là tuần tra mảy may vô dụng không có phát hiện mục phong bọn người tung tích. Ngày thứ hai mục phong chiến phong đồng dạng phân đội đánh lén đều là công kích một đợt liền chạy nhường người sói chiến sĩ lại phiền vừa giận dạng này một mực tiếp tục ba ngày toàn bộ bộ lạc đều kinh động giận bộ lạc sói vương chấn giận cử đi ngàn người quy mô lang kỵ xuất động tại bốn phía tìm kiếm mục phong bọn người tung tích bất quá y nguyên không công mà lui. Suốt cuộc ngày thứ tư, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1143, băng quyển hạp gốc. Bọn này ghê tởm hèn hạ nhân loại mỗi ngày chỉ dám đánh lén không dám cùng chúng ta chính diện chiến đấu thật sự là đáng hật. Đo bộ lạc bên trong một lang nhân cắn răng nói, nhân tộc chính là hèn hạ như vậy bọn hắn không đánh lại được chúng ta cũng chỉ dám đánh lén như vậy dạng này mỗi ngày bị đánh lén thật sự là biệt khuất để cho ta bắt lấy nhất định phải xoay xuống bọn hắn đầu lâu nuốt bọn hắn trái tim một tên khác đứng gác lang nhân chiến sĩ cũng cắn răng nói ai không biết đồ hoàng bệ hạ lúc nào có thể tổ chức một lần đại quy mô lang triều rất lâu không có giết vào qua nhân loại nội địa nâng ly nhân tộc máu tươi tên này lang nhân thở dài một tiếng phiến khu vực này phương viên vạn dặm có một cái cường đại ma lang tộc nhân quốc gia mà những bộ lạc này đều thuộc về cái này lang nhân quốc gia bộ lạc ăn nhàn điểm cũng tốt vạn tượng tông ngự ma quân cũng không phải ăn chay một tên khác lang nhân nói đều cho ta tinh thần một chút phòng ngừa hôm nay lại có nhân tộc đến đánh lén. Mà lúc này quát lạnh một tiếng truyền đến một dáng người khôi ngô người mặc áo bảo màu đen lang nhân mang theo một đám người mặc áo giáp lang kỵ đi tới. Người này cùng ma lang tộc nhân khác biệt diện mục chín thành cùng loại nhân loại bất quá ngày thường một đôi tai sói. Vương, những này ma lang người thấy một lần người này lập tức tinh thần chấn động cúi đầu hành lễ. Cái này lang nhân cũng chính là cái này bộ lạc bên trong ma lang vương đo lang vương. Vương những ngày này những ngày nhân tộc một mực đánh lén chúng ta lại không dám cùng chúng ta chính diện chiến đấu có phải hay không có âm mưu gì. Đo lang vương bên người một lang kỵ nói, hư những người này tám thành đều là vạn tượng tông thí luyện đệ tử đánh lén chúng ta kiếm chiến công thực lực quá yếu không dám cùng chúng ta chính diện chiến đấu không cần e ngại ra cường xung quanh tuần tra phòng ngự. Đo lang vương âm thanh lạnh lùng nói vạn tượng tông chấn áp ma lang tộc vài vạn năm thí luyện khảo hạch những này bọn hắn tự nhiên cũng biết khảo hạch đệ tử đánh giết lang nhân kiếm chiến công cũng có thật nhiều khảo hạch đệ tử bị lang nhân đánh giết thôn phệ tinh huyết loại này đối kháng tiếp tục vô số năm. Bất quá cái này mấy ngày cũng có gần bách tộc bên trong dũng sĩ bị đánh giết mặc dù không thương tổn căn cơ không quá lớn thời gian xuống dưới tiêu hao cũng lớn đến nghĩ một chút biện pháp diệt bầy kiến cỏ này. Đo lang vương lại âm lãnh nói, ngao ô, mà lúc này phía tây phương hướng chuyển đến một trận tiếng sói chu. Vương đám kia hèn hạ nhân tộc lại tới đánh lén, có lang kỵ tới hoảng sợ nói, Ghê tởm thật sự là không về không truyền lệnh tất cả lang kỵ xuất động hôm nay ta không phải diệt đám nhân tộc này. Đo lang vương nghe vậy nổi giận gầm nhẹ nói đồng thời cũng bay chạy về chuyện xảy ra điểm. Mà đo bộ lạc bên trong hơn 3.000 lang kỵ tập kết toàn bộ hướng bị đánh lén địa phương tiến đến. Bộ lạc phương Tây mục phong các loại hơn 300 tên chiến phong thành viên giờ phút này hợp binh một chỗ không ngừng dương cung lắp tên bắn giết hướng đánh thẳng tới số lớn lang kỵ vừa đánh vừa lui lần này bọn hắn cũng không có trốn vào lấy nhìn dấu kín trong trận pháp không ngừng bắn giết sông lên lang kỵ Giết, diệt bọn này hèn hạ nhân tộc. Ngao ô, số lớn lang kỵ vùng đao gầm thét cưỡi ma lang vào tới đạp không xung kích hướng mục phong bọn người. Rút lui, mục phong gầm nhẹ mang đám người quay người rút lui mà phía sau lang kỵ nhóm những ngày này tựa hồ bị mục phong bọn người đánh lén trêu đến giận dữ không thôi một đường điên cuồng đuổi theo. Nhân tộc lũ sâu kiến lần này các ngươi trốn không, lang kỵ trên không một thân ảnh mang theo cuồn cuộn ma nguyên lực cuốn tới hắc sắc ma khí đem một phương thiên không nhuộm đen như là một mảnh mây đen bao trùm mà tới. Đo ma lang vương thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen mang theo số lớn lang kỵ truy kích hướng mục phong bọn người. Dần dần khoảng cách song phương cũng càng kéo càng gần 3.000m, 2.000m, 1.000m song phương cũng rời xa lang nhân bộ lạc đi vào một mảnh hai sơn tướng kẹp hẻm núi chi địa làm chỉ có vài trăm mét thời điểm đã có lang kỵ nhịn không được phát ra ma nguyên công kích đánh tới. Song phương đều tiến vào cái này một mảnh khoáng đạt trong hạp cốc mà lang kỵ chia làm hai đường tả hữu bao sao rốt cục mục phong bọn người vây quanh ở cái này một mảnh trong hạp cốc ha ha hèn hạ nhân tộc chính là các ngươi những ngày này một mực đánh lén chúng ta đo bộ lạc a à hôm nay chính là các ngươi tử kỳ đo lang vương nhìn qua bị vây quanh mục phong bọn người cười lạnh nói tất cả lang kỵ trong mắt cũng lộ ra giữ tợn ý cười có lang nhân đã tại liếm động đầu lưỡi muốn một thường máu người mà mục phong bọn người hội tụ thành một vòng tròn nhìn qua theo bốn phương tám hướng cùng giữa không trung bọc đánh mà đến lang kỵ nhóm có người trên mặt cũng lộ ra cùng một chỗ hoảng sợ mà mục phong thần sắc bình tĩnh lạnh lùng nhìn về phía đo trên mặt không có sợ hãi chút nào giết cho ta đo lang vương gầm nhẹ lập tức tất cả lang kỵ gào thét xung kích hướng mục phong bọn người mấy ngàn lang kỵ gào thét đánh tới thanh thế vẫn là cực kỳ dọa người không ít chiến phong thành viên dọa đến sắc mặt tái nhợt nhìn về phía mục phong mục phong sắc mặt bình tĩnh nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười các ngươi trùng kế trận khải mục phong gầm nhẹ một trưởng vỗ nhập đại địa lập tức hóa thành một đạo nói hàn băng trận văn trong nháy mắt quét sạch mà ra bạch 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 toàn bộ trong hạp cốc trong nháy mắt sáng lên từng đạo bạch quang từng khối băng thuộc tính linh thạch theo khắp mặt đất bay ra không dưới vạn khối linh thạch từng đạo trận văn liên động tất cả linh thạch hóa thành một mảnh trận văn màn sáng quét sạch mà ra bao phủ toàn bộ to lớn hẻm núi giữa thiên địa nhiệt độ trong nháy mắt hạ một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt sinh ra ngưng tụ ra một cỗ băng tuyết phong bạo quét sạch mà ra hô hô lạnh phong lãnh liệt trong cốc nham thạch bên trên ma trên cỏ trong nháy mắt ngưng tụ một tầng băng xương giang giác hàn băng phong bạo hướng tứ phía đánh tới lang kỵ quét sạch mà ra lang kỵ nhóm sắc mặt đại biến phong bạo quét sạch mà qua bị bao phủ lang kỵ thân thể trong nháy mắt bao trùm lên đến một tầng băng xương cực hàn chi khí xâm lấn thể nội không có lang kỵ gầm thét thân thể liều mạng dùng ma nguyên lực ngăn cản hàn khí này thậm chí thiêu đốt ma nguyên thế nhưng là cỗ hàn khí kia rất bá đạo trực tiếp đóng băng hắn đồng mạch nhục thể người khác cùng dưới thân ma lang trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu a à, trận pháp đây là trận pháp chúng ta lâm vào trong trận pháp hèn hạ nhân loại lập tức tất cả lang kỳ kinh hoàng càng ngày càng nhiều người tại cái này cực hàn chi khí đóng băng phía dưới hóa thành băng điêu còn có tu vi cường đại chút còn tại ngăn cản. Mà đo lang vương không thể tưởng tượng nổi nhìn qua thiên địa đại biến gầm thét lên tiếng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu thiên băng hàn long, mục phong cười to trong tay trận văn chi lực quét sạch mà ra khống chế trận pháp lập tức cực hàn chi khí ngưng tụ một cái hơn trăm mét dài chừng sợ màu lam băng long. Ngao giống, Băng Long gào thét lên tiếng trong miệng thốt ra một cỗ đáng sợ lạnh băng long hơi thở xung kích hướng những cái kia ngăn cản hàn khí lang kỵ chiến sĩ bị oanh chúng người trực tiếp trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Trận này chính là Mục Phong theo Ương Vương phủ trận pháp kia lão đầu tử chỗ nào dọa dẫm đến ngũ giai thiên băng hàn long trận mà Mục Phong dùng tới vạn hàn thuộc tính linh thạch bố trí ra một cái cỡ lớn thiên băng hàn long trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1144, 3 ngàn đoàn diệt. Mình mùng ma lang thảo nguyên ma khí lượn lờ mà tại mảnh này trong hạp cốc giờ phút này lại là đã thành băng thiên tuyết địa bị một trận pháp màn sáng bao phủ. Vô số lang kỵ chiến sĩ cưỡi ma lang còn duy trì công kích trạng thái bị đông cứng thành băng điêu có trên mặt còn lưu lại có vẻ hoảng sợ. Hơn 3 ngàn lang kỵ hóa thành đóng băng một cái trăm mét băng long ở trên không du tẩu gào thét. Rất quá mạnh đi, mấy ngàn tên lang kỳ cứ như vậy hóa thành đóng băng, đây chính là trận pháp uy lực A lấy trận văn dẫn động thiên địa đại đạo chi lực ở đâu là nhân lực có thể đối kháng. Phong ca ha ha lần này chúng ta phát, chiến phong các thành viên gặp một màn này cũng là trợn mắt hốc mồm sau đó kinh hỉ lên tiếng từng cái sùng bái nhìn về phía thanh niên tóc bạc. Bọn hắn đứng tại trận nhãn vị trí tại mục phong khống chế xuống tự nhiên không nhận trận pháp ảnh hưởng bất quá cũng có thể cảm giác được ra cái này một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo khí lạnh đến tận xương. Mà mục phong sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía phương xa người kia kia hàn khí bên trong có một người thiêu đốt lên hừng hực hắc sắc ma diễm ngăn cản trận pháp này lạnh lực cũng không có bị đông cứng. Đo lang vương nhìn qua chính mình ba ngàn lang kỵ bị đông cứng thành băng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó một đôi mắt tức giận nhìn về phía mục phong bọn người. Tiểu súc sinh hôm nay không giết sạch các người ta cũng không phải là đo. Đo ma lang vương gầm lên giận giữ thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen bạo sát mà đến cuồn cuộn ma khí bộc phát uy thế cực mạnh hắn là một thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên cường giả thực lực cực mạnh hắn một tay hóa thành sắc bén lang chảo vung ra nhấp nhô sôi trào ma nguyên lực ngưng tụ hóa thành một đạo mười trượng lớn tiểu hắc sắc ma lang chảo hướng mục phong bọn người đánh tới một kích này nhưng đập nát một tòa núi cao cuồn cuộn vương giả uy áp chân áp đến trong lòng mọi người kiềm chế ngươi không có cơ hội thiên băng hàn long mục phong lạnh lùng nói trong tay trận văn quang mang chấp động trận văn liên thông kia trên không gào thét băng long kia trăm mét băng long đáp xuống huy động to lớn băng long chảo đánh về phía một kích này bành Hàn băng chi lực đánh vào đạo này to lớn ma lang trên vuốt ngăn cản được đạo này công kích thậm chí hàn băng chi lực đem ma nguyên lang chảo đóng băng. Mà lúc này đo lang vương trong tay thêm ra một thanh ma đao cuồng bổ xuống một đạo sáng chói hắc sắc ma đao chém vỡ thiên băng hàn long cự chảo. Đo huy động ma đao từng đao chém giết hướng đầu này thiên băng hàn long cuồng bạo đao khí đao ý quét sạch mà ra chém vỡ đại địa đóng băng hàn băng. Băng long gào thét trong miệng thốt ra một đạo hàn lưu như là giải lụa màu xanh lam oanh kích mà ra đánh giết tại đo lang vương đao mang oanh kích bên trên. Giết, mà lúc này chiến phong những người khác cũng động thủ hách Mỹ lệ tử vân quận chúa dược xuyên mục cuồng bạch tử dược phong tiêu tiêu cùng cái khác hai tên linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả phân chạm cửu phương thể nội vận chuyển cùng một loại vận khí động đồng pháp quyết lập tức chín cỗ đạo văn chi lực theo chín người thân thể tuôn ra hội tụ cùng một chỗ chín người hình thành một kỳ lạ chiến trận chín cỗ thuộc tính khác nhau nguyên lực vậy mà miễn cưỡng dung hợp cùng một chỗ bộc phát ra khí thế cường đại không hề yếu thiên phách cảnh giới vương giả. Cái này chín cỗ nguyên lực ngưng tụ thành một cỗ đáng sợ kiếm khí. Cửu nguyên kiếm trận giết, chín người gầm nhẹ hóa thành chín đạo kiếm quang bạo sát mà ra chín đạo có thể so với thiên phách cảnh giới cường độ công kích kiếm mang chém tới cùng mục phong khống chế thiên băng hàn long chiến đấu đo chín cái sâu kiến cũng dám đi tìm cái chết đo lang vương gào thét thân thể bành trướng hình thể lại cất cao một mét một chảo hướng chín người oanh sát mà ra huyễn hóa một đạo cự đại lang chảo chụp thẳng hướng chín người công kích chín đạo kiếm mang chém tới xé rách tại cái này lang chảo phía trên oanh một tiếng trực tiếp chảm bạo cái này lang chảo chín kiếm mang liên kích chiến hướng đo lang vương cái gì Đo lang vương sắc mặt đại biến thân thể nhanh lùi lại bất quá lúc này mục phong khống chế hàn long lại một chảo anh đến 9 người kết trận kiếm mang lại sau đó giết tới. 9 người một thể không ngừng phát ra siêu việt chính mình nguyên lực gần 10 lần kiếm mang bổ ra tương đương với một thiên phách cảnh giới cường giả tại cùng đo lang vương đại chiến kiêm mục phong khống chế băng long càng là chỉ mạnh không yếu. Cũng không lâu lắm đo lang vương kêu thảm bị kiếm trận phát ra mấy đạo kiếm quang bổ chúng thân thể bị đánh ra vết thương ghê rợn sau đó thiên băng hàn long một trảo bao trùm chụp xuống mà xuống đánh vào đo lang vương thân thể đo lang vương kêu thảm bị oanh kích tại băng thổ địa trên mặt xương cốt không biết bị đập gãy nhiều ít mục phong khống long nhất trảo chụp giết ở đo lang vương bắt được trước người cái này đây cũng quá cường hãn a à. phong ca truyền cửu nguyên kiếm trận uy lực thật mạnh 9 người liền có thể chính diện đối cứng một thiên phách cảnh giới vương giả ha ha một hồi chúng ta cũng nhất định phải thử một chút cái này cửu nguyên kiếm trận uy lực còn có thiên cương hổ sát chiến trận những người khác nhìn trận mắt hốc mồm từng cái hưng phấn không thôi. Chín người thu liễm nguyên lực liên thông chín người trận văn cùng kiếm khí biến mất chín người nhìn nhau đôi mắt bên trong cũng có một tia kinh hãi cái này cửu nguyên kiếm trận uy lực xác thực kinh người vừa rồi trận văn trận thế liên thông bọn hắn nguyên đan mỗi người đều có thể trong nháy mắt điều động chín khỏa nguyên đan chung nguyên lực dung hợp một thể hóa thành đáng sợ kiếm khí công kích uy lực tăng lên chính mình trước kia công kích gần 10 lần. Hèn hạ nhân loại ta không phục, đo lang vương bị mục phong chụp chụp vào long chảo bên trong gào thét nhìn qua mục phong đây là chiến tranh không phải công bằng quyết đấu ta quản ngươi có phục hay không. Mục Phong cười lạnh một kiếm giết ra cổ sát thổi phù một tiếng trực tiếp xuyên thủng đo lang vương đầu lâu cổ sát bên trong ngủ say kiếm linh hấp thu đo lang vương linh hồn. Mục Phong một chỉ bắn ra huyết diễm bắn vào vết thương đo lang vương cả người đều thiêu đốt hóa thành huyết diễm chỉ để lại liền một cái càn khôn giới chỉ một quả lớn chừng cái trứng gà dày đặc ma văn màu đen ma đan. Ma đan bên trong một cỗ bản mệnh ma khí bị chiến bài hấp thu Mục Phong chiến bài bên trong trong nháy mắt nhiều 2.000 điểm chiến công hết thảy có 2.600 điểm chiến công trước kia hắn đánh giết lang nhân cũng kiếm không ít chiến công. Phong ca những này lang kỵ làm sao bây giờ? Bạch tử dược mục cuồng nhìn về phía đóng băng 3.000 lang kỵ hỏi. Toàn giết đều phân cho các huynh đệ A. Mục phong cười nói hắn giết một cái lang vương kiếm chiến công đã không ít. Phong ca nói mỗi người 10 cái lang kỵ toàn bộ giết mọi người kiếm chiến công lạc. Mục cuồng hét lớn cười nói, Tốt, đám người hưng phấn reo hò dẫn theo linh khí chạy tới đem đóng băng lang kỵ toàn bộ đánh giết lấy ma đan kiếm chiến công. Hơn 3000 ma lang cưỡi toàn bộ không có phản kháng bị đánh giết, mỗi người ít nhất đều có thể phân bảy tám chục đến cái ma lang cưỡi một trận chiến này mỗi người ít nhất liền kiếm 3 400 chiến công không lâu sau đó 3.000 đóng băng ma lang cưới chỉ còn lại liền hơn 3.000 linh hải cảnh giới tu sĩ thi thể mà những thi thể này toàn bộ đều ẩn chứa một thân tinh huyết tinh khí A đối với người khác tới nói chỉ là thi thể nhiều nhất tinh huyết có thể mua chút tiền đối mục phong tới nói đây mới là một bút tu luyện bảo tàng. Thi thể toàn bộ bị tu la thần ngọc hấp thu huyết khí tinh hoa tu la thần ngọc nội bộ không gian bên trong lại bị ngưng tụ ra một khẩu huyết trì huyết trì này chừng nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ bên trong tất cả đều là thuần túy huyết khí tinh hoa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1145, lực ý nhập hóa. Đo bộ lạc phương cùng tinh nhuệ nhất hơn 3000 lang kỵ bị diệt mất mục phong bọn người đương nhiên sẽ không buông tha đo bộ lạc cái khác lang nhân. Mục phong dẫn người sau đó lại trực tiếp thẳng hướng đo bộ lạc. Đo bộ lạc bộ lạc bên trong tinh anh cường giả đều truy kích mà ra chỉ còn lại liền cực ít một chút lang kỵ thủ vệ lưu tại trong bộ lạc. Người nói vương lần này tự thân xuất mã mang theo nhiều huynh đệ như vậy đuổi theo giết những này nhân tộc tiểu tử đắc thủ sao? Một lang nhân thủ vệ nhàm chán hỏi, kia là tự nhiên hơn ba ngàn lang kỳ tinh nhuệ còn có vương tự mình xuất thủ những này nhân tộc tiểu tử bao nhiêu người lần này trốn không? Một cái khác lang kỵ lời thề son sắt nói, hắc hắc cuối cùng cũng đã có thể thanh tịnh, cái này mấy tên lang nhân thủ vệ đang khi nói chuyện từng đạo nguyên quang phá không gào thét mà đến cách vài trăm mét khoảng cách mục phong một kiếm lôi đình bổ tới bạch kiếm mang phá không chạm ra hô hấp ở giữa xe qua vài trăm mét khoảng cách trực tiếp đem hai tên lang nhân hộ vệ đánh giết không tốt địch tập địch tập làm sao có thể những này nhân tộc tiểu tử sống thế nào lấy trở về vương bọn hắn đâu nhanh phòng ngự lang nhân bọn thủ vệ sắc mặt đại biến mục phong các loại hơn 300 người ở giữa chính diện cường công mà đến mục cuồng nhất kiếm tiêu lôi trực tiếp bổ ra hơn trăm mét cao cửa mục tường vây hơn 300 người vào thẳng giết vào bộ lạc ngao ô một tiếng cảnh minh tiếng gầm gừ vang bên cạnh toàn bộ rơi lập tức bộ lạc bên trong bọn lang nhân toàn bộ thả ra trong tay mọi chuyện chạy đến không hạ bảy tám ngàn ma lang tộc nhân theo bộ lạc các nơi gào thét mà tới mặc dù tinh nhuệ toàn bộ bị diệt bất quá ma lang tộc sau khi thành niên thực lực liền có thể so với nguyên đan cảnh giới tu sĩ toàn tộc giai binh không phải cũng không có khả năng bằng vào hơn một tỷ nhân khẩu liền có thể đối kháng tây bắc đại lục trên khu vực mấy chục tỷ người tộc cắt cứ một phương những này lang nhân cũng không phải không có sức chiến đấu nhân tộc giết Vô số lang nhân gào thét theo bốn phương tám hướng đánh tới ánh mắt hung lệ hung hãn không sợ chết. Linh Hải cảnh giới bát trọng phía trên kết cửu nguyên kiếm trận cái khác kết thiên cương hổ sát trận giết. Mục Phong gầm nhẹ nói lập tức hơn 300 người lập tức phân phối xong trận danh có 9 người một tổ kết cửu nguyên kiếm trận. Thực lực yếu chút 36 người một tổ kết thiên cương tam thập lục hổ sát chiến trận. Giống trên bầu trời tiếng hổ gầm vang 36 tên chiến phong thành viên thân thể bộc phát ra nguyên lực ngưng tụ hình thành 7 cái to khoảng 10 trượng cự hình mãnh hổ gào thét đồng hổ phát ra khí tức đến gần vô hạn thiên phách ảnh giới vương giả. 7 hổ giết gào giết ra mỗi một chảo oanh kích mà ra cuồn cuộn nguyên lực liền có thể oanh sát mười mấy tên lang nhân uy lực mạnh mẽ còn có mấy chục đạo phát ra đáng sợ kiếm khí kiếm quang sát phạt mà ra 27 người kết xuất ba đạo cửu nguyên kiếm trận kiếm quang rảo sát hướng đánh tới lang nhân tộc mỗi một đạo kiếm mang sát phạt mà qua liền có mười mấy ma lang người vẫn lạc bị một kiếm chém giết bị kiếm khí xoắn nát. Cứu, lang vân thét dài mà ra hóa thành một cái hình thể to khoảng 10 trượng vần quanh màu đỏ lôi đình đáng sợ cự chim từng đạo lôi đình giết ra mỗi một đạo lôi đình bạo tạc liền có thể oanh sát hơn 10 tên ma lang tộc nhân, Mục Phong thì là một người song quyền sát phạt mà ra quyền ra khí kình lôi đình nguyên lực cuồn cuộn gào thét đánh ra mà ra hóa thành một đạo nói lôi đình sóng lớn oanh kích bát phương bị cuốn bên trong đánh ra lang nhân trực tiếp bị oanh sát vỡ vụn ma đan lơ lửng. Giết, mười mấy tên ma lang tộc nhân gào thét vây giết mà đến từng đạo trảo kình xé rách mà tới thẳng hướng Mục Phong. Ha ha đến hay lắm, Mục Phong cười dài một tay cầm kiếm kiếm nhìn hư không cắm xuống một cỗ cuồng bạo lôi đình kiếm khi bốn quyền mà ra đánh nát từng đạo quét sạch đến trảo kình. Giết, mục phong một kiếm vùng chém ra một đạo mười trượng kiếm mang sát phạt mà ra kiếm mang đem một mặt chưa hề hơn hai mươi người xé rách thành hai nửa. Bất quá càng nhiều ma lang người không sợ sinh tử hung hãn, không sợ chết đánh tới mục phong cũng không phòng ngự một người một kiếm cuồng bạo giết ra kiếm chiêu đều chẳng muốn dùng thống khoái một kiếm bổ ra liền có hơn mười lang nhân bị đánh giết. Tình cảnh này nhường mục phong không khỏi hét to lên trước kia đánh trận lúc một bài trong quân hành khúc. Chấm hỏi, nam nhi làm giết người sát nhân bất lưu tình thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong, kiếm chiều kinh lãng, mục phong cùng tiếu một kiếm oanh ra kiếm khí như nước thủy chiều oanh kích một phương hơn 20 tên lang nhân kêu thảm bị một kiếm xé nát. Xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí nặng hứa, chừng mắt tức giết người thân so lông hồng nhẹ, lại có hùng cùng bá giết người loạn như tê giải, lại nhất kiếm tiêu lôi bổ ra hơn 10 tên lang nhân bị gọt ngẩng đầu lên thượng thủ cấp thanh niên rút kiếm giết người đạp ca mà đi. Quân không thấy, thụ nho phong khởi tráng sĩ chết thần châu từ đây khen nhân nghĩa một khi bắt di loạn trung nguyên sĩ tử trục chạy nho dân khóc ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng máu chảy vạn dặm sóng thi gối thiên tầm sơn giết 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 ba chữ chữ sát lối ra mục phong trong lồng ngực một cỗ sát khí sát ý không nhả ra không thoải mái thể nội nhiệt huyết càng là quay cuồng lên một cỗ cuồng bạo khí kình tràn vào trong kiếm mục phong nhắm mắt trong đầu một đạo minh ngộ đột nhiên thông thấu trong lòng của hắn mục phong bên ngoài thân một cỗ cuồng bạo chân ý lực lượng xung kích mà ra khí thế liên tục tăng lên Giết, mấy chục lang nhân đánh giết đến móng vuốt đánh về phía mục phong mà cỗ này chân ý lực lượng hóa thành một cỗ lôi đình khí kình oanh kích như là một cỗ đáng sợ cự lực đánh vào những này lang nhân thân thể. Bành, 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 những này lang nhân tại cỗ này chân ý lực kình oanh kích xuống vậy mà như là bị một cỗ cự sơn oanh kích trực tiếp bạo tạc vỡ vụn hóa thành huyết vụ. Mục phong đồng thời một kiếm bổ ra một kiếm này không có nguyên lực chỉ có thuần túy lực lượng cơ thể cùng lực chi chân ý, Xoẹt, một cỗ vô hình kiếm khí bổ ra có thể trông thấy không gian vặn vẹo ra một đạo kiếm ngân một kiếm này bổ vào trước hướng 20 mét một đám lang nhân thân thể. Bành, 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 bọn này lang nhân thân thể vậy mà trực tiếp bị kiếm khí này lực kình oanh bạo vỡ thành bột mịn. Chết không toàn thây chỉ có cứng rắn ma đan ma hạch lưu lại. Ha 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 chiến đấu quả nhiên là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt. Mục phong cuồng tiếu giờ khắc này hắn lực chi chân ý đột phá nhập hóa cảnh. Kiếm lôi lực máu bốn ý hóa cảnh bây giờ hắn cũng chỉ có huyễn chi chân ý còn không có đột phá hóa cảnh. Lại đến thử một chút một kiếm này, mục phong khẽ kêu một tiếng lực kình nguyên lực hội tụ trong kiếm kiếm lôi lực ba đạo hóa cảnh chân ý dung nhập một kiếm này. Nhất kiếm tiêu lôi, mục phong cầm kiếm đánh xuống một kiếm như là cửu thiên tử sắc lôi hoa rơi xuống tiếng oanh minh vang mười trượng kiếm mang chém vào lang nhân trong đám, một kiếm này liền như là một đầu cuồng bạo hung thú lần lượt từng lang nhân bị rảo sát chấn thành một mịn bộ lạc bên trong bổ ra một đạo gần ngàn mét dài chừng sợ kiếm ngân không hạ 200 lang nhân chết dưới một kiếm này. Một kiếm này uy lực không hề yếu thiên phách cảnh giới vương giả một kích toàn lực. Kêu thảm tiếng sói chu chiến đấu tiếng gầm gừ hôm nay tại đo trong bộ lạc vang vọng một giờ lâu hơn 8.000 tên lang nhân bị 340 tên chiến phong thành viên toàn diệt. Mục phong một người chảm địch hơn 1.000 lang nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1146, điên cuồng kiếm chiến công. Chiến đấu tiếp tục một giờ lâu Mục Phong cũng bị ma lang người ý chí chiến đấu hung ác rung động toàn bộ bộ lạc mặc kệ già trẻ vậy mà toàn bộ chiến đấu đến chết trước một khắc cuối cùng không có người lùi bước. Cái chủng tộc này ý thức chiến đấu hung hãn trình độ thật là để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Diệt cái này một cái bộ lạc Mục Phong lại thu hoạch mấy ngàn chiến công hắn điểm công lao cộng lại có 5 ngàn nhiều. Những người khác điểm công lao nhiều cũng quá ngàn mà thiếu cũng có 7-800 nguyên đan cảnh giới khảo hạch các đệ tử nhiệm vụ căn bản đã vượt chỉ tiêu hoàn thành. Mà một trận chiến này chiến phong không một người vẫn lạc chỉ có hơn 30 người trọng thương. Quét dọn chiến trường thời điểm mỗi người trên mặt đều là rào rạt kích động tiếu dung. Chiến phong ít người chứa đại chiến đoàn ba lượng ngàn người diệt một cái bộ lạc phân không bao nhiêu chiến công mà chiến phong chỉ có 340 người mà thôi đồng dạng vạn người bộ lạc bọn hắn có thể phân phối chiến công so người khác nhiều gấp bội. Một trận chiến này nhường tất cả chiến phong thành viên không có chỗ nào mà không phải là đối mục phong sinh lòng kính phục thậm chí nói sùng bái. Ai có thể dẫn bọn hắn hơn 300 người đối kháng thế lực mạnh hơn chính mình mấy chục lần địch nhân chiến đấu còn không một người vẫn lạc. Những cái kia mới gia nhập chiến phong người giờ phút này đối mục phong trong lòng cũng chỉ có lòng kính trọng triệt để tin phục trừ chiến công bên ngoài ma tinh hạch những vật này cũng là một món tiền của khổng lồ thu nhập còn có những cái kia ma u bò sữa đây chính là ma lang bộ lạc bên trong chân chính bảo bối nhưng sản xuất ẩn chứa đại lượng ma khí ma sữa bất quá đáng tiếc loại này ma sữa cũng chỉ có đối ma tu hữu dụng mấy chục con ma u bò sữa toàn bộ bị chiến phong bên trong duy nhất ma tu hách mỹ lệ cùng hấp thu vạn linh tử dược dùng nạp yêu tháp thu dưỡng phong ca nơi này có biến một chiến phong thành viên tới cung kính nói nhìn về phía mục phong đôi mắt bên trong cũng nhiều là sùng kính thần sắc Mục Phong nghe vậy cùng người này đi qua trong bộ lạc vị trí đi vào một chỗ to lớn nuôi thú trận bị song sắt vây quanh bất qua cái này nuôi thú giữa sân nuôi không phải thú đều là không mặc quần áo bảo như là lồng thú bị giam nuôi trần trụi nhân tộc tuổi tác tại mấy tuổi đến ba bốn mươi tuổi ở giữa đều có có nam có nữ số lượng nhiều không hạ mấy ngàn người. Những người này đều là hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong bọn người thấp thỏm lo no âu. Thật sự là đáng thương bọn hắn đều là bị ma lang tộc chộp tới người sao. Phong Tiêu Tiêu nhìn qua những này không mảnh vải che thân người vừa thẹn không đành lòng nói Tử Vân quận chúa các loại nữ hài tử cũng cực kỳ không đành lòng gặp một màn này. Hẳn không phải là ta vừa rồi hỏi bọn hắn nói bọn hắn vậy mà rất nhiều người đều sẽ không nói nhân tộc ngôn ngữ rất có thể thế hệ chính là bị Ma Lang tộc nuôi nấng cung cấp huyết thực sự vật. Yến Thanh thở dài nói, nhóm người này bên trong cơ hồ không có người già bởi vì liền không có người có thể sống đến lão niên nhiều nhất trưởng thành liền bị kéo ra ngoài giết nhân tộc bên trong đồng dạng có bắt ma lang người làm nô lệ thợ mỏ mà ma lang tộc cũng nuôi nấng chúng ta nhân tộc làm heo cầu huyết ăn ai người bình thường sống ở thế giới này vốn chính là bi ai có chiến phong thành viên thở dài nói phong ca những người này làm sao bây giờ đám người hướng về hỏi mục phong mục phong thở dài một tiếng nói mở ra chiếc lồng thả bọn họ ra đi chúng ta vất vả đi một chuyến đem những người này toàn bộ đưa về nhân tộc địa vực a Mục phong lòng đang lạnh giết địch như tê giải cũng vô pháp đối đãi nơi này những này đồng bào bỏ mặc không quan tâm. Không có cường giả che chở những người này lang thang tại mảnh này thảo nguyên sống không quá hai ngày phổ thông hung thú liền có thể muốn những người này mệnh. Chiếc lồng mở ra đám người này còn không dám đi ra rốt cuộc tìm được mấy cái còn hiểu nhân tộc ngôn ngữ người câu thông mấy người này mới minh bạch mục phong bọn người là tới cứu bọn hắn. Mà những người này mấy chục năm trước bọn hắn tiền bối tại lang nhân xâm lấn trong chiến tranh bị bắt tới nuôi nấng tại lang nhân bộ lạc bên trong nữ nhân cung cấp lang nhân vui đùa nam nhân sau khi thành niên liền bị chém giết dùng ăn không có mấy người có thể tại bộ lạc bên trong sống qua hơn 20 năm. Liền xem như mục phong các loại tu sĩ sinh mệnh tiến hóa cực cao trình độ tu sĩ sau khi nghe xong cũng không khỏi đối với ma lang tộc sinh ra lòng cừu hận. Mấy trăm tên tu sĩ mang mấy ngàn người tộc bay trở về nhân tộc địa bàn vẫn là không có vấn đề dù sao nhân tài đa trọng một điểm nguyên đan cảnh giới cường giả nguyên lực kém cỏi nhất cũng có thể kháng vạn cân chi lực. Một linh hải nguyên tông nguyên lực kéo lên một tòa trăm vạn cân núi nhỏ đều có thể một người nguyên lực mang theo hơn trăm người mang theo mấy ngàn người tộc trùng trùng điệp điệp bay về phía nhân tộc khu vực thoát ly thiên lang ma nguyên nửa ngày sau những người này được đưa tới nhân tộc địa vực một mảnh địa vực Mục phong các loại tu sĩ càng là giúp đỡ người này chặt cây đại thụ phá núi khai thác đá dựng phòng ốc dược xuyên cùng một chút mục thuộc tính tu sĩ càng là dạy những người này cây nông trồng thuốc hắn trong một ý niệm mục chi chân ý phóng thích liền có thể nhường cây ăn quả trong nháy mắt lớn lên thành thuộc linh cốc nghịch chuyển bốn mùa hô hấp ở giữa theo hạt giống trưởng thành đến bạo mãn thành thuộc trạng thái. Chiến phong bên trong cũng có hơn 10 danh nữ tu sĩ dạy nữ nhân trồng cây gai dệt áo tràn cảnh tựa như thái cổ hồng hoang thời kỳ nhân tộc đại năng chúng tiên truyền bá giáo hóa chúng sinh đồng dạng. Vũ trụ vừa sinh ra nhân tộc có thể trải rộng chư thiên vạn giới cũng tất cả đều là dựa vào nhân tộc đại năng tu sĩ thái cổ thần nhân đem nhân tộc hỏa chủng truyền bá đến vô số thế giới giáo hóa chúng sinh mới có bây giờ vạn giới người vì phong huy hoàng. Bất quá hai ngày thời gian một cái mấy ngàn người quy mô thôn trang nhỏ thành lập hách mỹ lệ càng là phát hiện theo ma lang nguyên bên trong mang về nhân tộc tiểu hài rất nhiều đều có tu ma thiên phú đối ma khí cảm ứng mạnh càng là lưu lại mấy bộ có thể tu luyện tới linh hải cảnh giới huyền giai công pháp dạy bảo tu ma nguyên nhân hẳn là bọn hắn theo từ trong bụng mẹ đến xuất sinh ngay tại ma khí lượn lờ ma nguyên bên trong sinh tồn nguyên nhân đối ma khí cảm ứng tự nhiên so với nhân tộc địa vực người mạnh. Ở chỗ này một tuần thời gian những này nhân tộc học được tân sinh tồn phương thức sau mục phong bọn người mới tại những người này quỳ lại tiến biệt bên trong phá không rời đi. Diệt đo bộ lạc thu xếp tốt nhóm người này tộc về sau mục phong bọn người lại tiến về kế tiếp thế lực cùng đo bộ lạc không sai biệt lắm bộ lạc dùng không sai biệt lắm phương pháp quấy rối cái này bộ lạc nhường cái này bộ lạc đối mục phong bọn người căm hận tới cực điểm thời điểm có dẫn động tất cả lang kỳ tinh nhuệ dẫn rắn xuất động tại trong trận pháp lừa giết sau đó lại diệt cái này lang nhân bộ lạc ước chừng tám chín ngày thời gian mục phong bọn người cũng có thể diệt một cái dạng này cỡ lớn bộ lạc giải cứu mấy ngàn người tộc được cứu người được đưa đến mục phong bọn người trước đó thành lập cái thôn kia rơi bên trong thời gian chậm rãi qua rất nhanh lại là gần một tháng thế giới mau qua tới một mảnh trong hạp cốc một cái hơn 600 người chiến đoàn nhìn qua trong hạp cốc trải rộng khô héo lang nhân thi thể một mặt chấn kinh chi sắc. "Trời ạ, à, nhiều như vậy ma lang tộc nhân thi thể cái này nơi này là phát sinh một hồi đại chiến sao?" Có một khảo hạch đệ tử hoảng sợ nói, "Đây là kia một cái chiến đoàn gây nên những này lang nhân chết như thế nào đến như là củi khô đồng dạng còn cơ hồ đều là bị đánh phía dưới sọ mà chết thật sự là không thể tưởng tượng nổi." sau đó những người này lại tiếp tục tiến lên đi vào đo bộ lạc mà đo bộ lạc bên trong chỉ có một chỗ thi thể còn có rất nhiều tại nuốt ăn thi thể hung thú. Đây là đo bộ lạc đây chính là vạn lang bộ lạc A bị kia một cái chiến đoàn diệt. Phong lâm chiến đoàn, Bắc Yên chiến đoàn, vẫn là chu tước lôi đình những này chiến đoàn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 1147, ai tiêu diệt chi này chiến đoàn chấn kinh nhìn qua bị hủy diệt đo bộ lạc rung động trong lòng. Bọn hắn tự nhiên không có thực lực đến tiêu diệt cái này bộ lạc chỉ là đến đánh một chút du kích nhỏ kiếm chiến công mà thôi. Ai xem ra cái này bộ lạc hẳn là bị chiến công bảng bên trên mạnh nhất kia mấy chi chiến đoàn trong đó một cái diệt chúng ta đi tới một cái bộ lạc A. Thanh niên đầu lĩnh thở dài hắn cũng là một sắp ngưng tụ thiên phách đồng hải cường giả tối đỉnh bất qua đối mặt đo bộ lạc loại này vạn người lang nhân bộ lạc hắn cũng không dám dẫn người đang đối mặt đụng đoàn trưởng ngươi nói cái này bộ lạc sẽ là bị kia một cái chiến đoàn diệt. Đám người này lặng yên rời đi có người hỏi, đo ma lang vương nghe nói là thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên tu vi có thể giết hắn đoán chừng cũng chỉ có phong lâm thiên bắc yên yến tử sơn cùng lôi đình chiến đoàn lôi đoạn nhạc những này thanh niên thiên kiêu bất quá nghe nói chu gia chu anh cũng đột phá thiên phách cảnh giới nàng thực lực chỉ sợ cũng có thể đối phó đo lang vương. Cái này chiến đoàn đoàn trường nói, thật sự là lợi hại a à, thật không biết những người này là thế nào tu luyện tất cả mọi người là 50 tuổi phía dưới người tu luyện những người này làm sao lại có thể mạnh như vậy có người thở dài khư phong lâm thiên lôi đoạn nhạc yến tử sơn chu anh những người này phía sau đều là có được cường giả tuyệt thế hoàng cảnh nhân vật tọa chấn tuyệt thế gia tộc đời đời vương giả xuất hiện lấp lấp bọn hắn tu luyện công pháp đều là thiên công cấp bậc linh đan diệu dược càng là không thiếu tu luyện có thể chậm sao Người đoàn trưởng này hừ lạnh nói trong lời nói có cái này ghen ghét thành phần gia tộc của hắn mặc dù cũng không yếu vương giả nhân vật không ít bất quá so với những cái kia có hoàn cảnh tọa chấn tuyệt thế gia tộc tới nói vẫn là kém xa. Đám người này rời đi nơi này lại viễn phó trên trăm cây số xa đi vào một cái khác bộ lạc cái này bộ lạc là tại một cái chảy qua ngàn dặm đại hà bên cạnh cũng là một cái vạn lang bộ lạc. Bất quá bọn hắn đi vào cái này bộ lạc thời điểm cũng là mắt trợn tròn cơ hồ cùng đo bộ lạc không có sai biệt toàn bộ bộ lạc đều bị diệt còn tại bộ lạc nơi xa bờ sông bên cạnh đồng dạng phát hiện số lớn khô héo lang nhân thi thể đám người này triệt để rung động đến cùng là cái nào chiến đoàn như thế cường hãn trong thời gian ngắn diệt hai cái vạn lang bộ lạc phải biết liền xem như mấy ngàn người chiến đoàn tiến đánh một cái vạn lang bộ lạc cũng tuyệt đối sẽ vẫn lạc không ít người sau đó tu dưỡng sinh thức một lần nữa nhận người mà phiến khu vực này đã liên tiếp trông thấy hai cái vạn lang bộ lạc bị diệt Cuối cùng đám người này tìm kiếm một cái càng nhỏ hơn bộ lạc săn giết một chút lang nhân về sau về Lâm Nguyên Thành cũng đem chuyện này truyền đến. Việc này truyền ra về sau rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi nhau nhau đoán được ngọn nguồn là kia một cái đại chiến đoàn gây nên. Bất quá hết thảy chờ đến chiến công bảng một lần nữa đổi mới chiến công ghi chép thời điểm liền sẽ biết mà chiến công bảng là cá nhân chiến bảng mà ngự ma quân bên trong càng đem tất cả chiến đoàn cùng chiến đoàn nhân viên đăng ký xuống tới chỉnh lý ra một cái chiến đoàn bảng danh sách cũng tốt kiểm kê vẫn lạc nhân số tử vong nhân số Hơn 5 vạn tên tuyển chọn đệ tử hết thảy thành lập gần 80 đến cái chiến đoàn đại nhân số hơn ngàn chỉ có mười mấy cái càng nhiều đều là một chút vài trăm người tiểu chiến đoàn và mấy chục người chiến đội bảng danh sách này lại bị mệnh vì 100 đám bảng Bây giờ trên bảng danh sách trận chiến đầu tiên đoàn Phong Lâm Thiên Phong Lâm chiến đoàn nhân số 3,800 người chiến đoàn tổng chiến tích đã đạt tới 6 vạn nhiều trong đó Phong Lâm Thiên cá nhân chiến tích càng là đạt tới hơn 5 ngàn. Tiếp theo là lôi đình chiến đoàn lôi đoạn nhạc chiến đoàn nhân số tại 2.600 người tổng chiến tích hơn 4 vạn. Sau đó là hiên viên chiến đoàn cũng có 2.000 người tổng chiến tích đồng dạng có gần 4 vạn. Chu tước chiến đoàn Bắc Yên chiến đoàn những này chiến đoàn đều là ngàn người đại đoàn chiến công cũng là không thấp mà đại thương chiến đoàn bên trong cơ hồ không có ngàn người chiến đoàn mạnh nhất là tứ hoàng tử đại thương chiến đoàn 900 người tới chiến công có hơn một vạn 8 ngàn xếp hạng thứ 10 vừa đi. Đằng sau chính là rất nhiều càng nhỏ hơn chiến đoàn 3 500 người chiến đoàn nhiều nhất chiến phong chiến đoàn đã xếp tại thứ trung hậu đi chiến tích là không có chút làm người khác chú ý. Chớ chiến đoàn nhân số chỉ có mấy chục người nhất keo kiệt chiến công cũng có mấy ngàn mà chiến phong chiến đoàn vậy mà là không như thế gây nên không ít người đàm tiếu chật chật cái này chiến phong chiến đoàn thật đúng là đến khôi hài sao. 340 người chiến đoàn vậy mà một điểm chiến tích đều không có. Có nhân vọng lấy quảng trường hai khối cao 10 trượng trên tấm bia đá trong đó một khối chiến đoàn bảng trên tấm bia kia viết chiến tích là không chiến phong chiến đoàn diễu cợt nói. Chiến phong chiến đoàn là cái kia mục phong chiến đoàn A quy mô không lớn bất quá cũng không về phần là không A mục phong dù sao cũng là chém giết qua vương giả nhân vật hẳn là bọn hắn còn không có đăng ký chiến tích nguyên nhân A. Có người cao mày nói bất quá đăng ký xuống tới đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều một tháng cho ăn bể bụng mấy ngàn chiến công bên trên không cái gì mặt bàn ha ha điều này cũng đúng nhân vật chính vẫn là cái này những cái kia ngàn người đại chiến đoàn a đối nghe nói phương hướng tây bắc một phiến khu vực có hai cái vạn lang bộ lạc bị diệt không biết là cái kia chiến đoàn làm thật sự là cường hãn a đoán chừng là phong lâm chiến đoàn a qua hai ngày đổi mới chiến bảng tất cả mọi người đến đăng ký chiến công thời điểm liền biết Mặt trời chiều ngã về tây huyết hồng sắc thái dương tinh thần dần dần rơi vào thảo nguyên một đám người nhẹ nhõm ra thảo nguyên đi tại về lâm nguyên thành phương hướng trên đường. Đám người này hết thảy hơn 300 người rất nhiều trên thân người còn lưu lại một tia mùi máu tươi trên mặt đều có xóa mỏi mệt bất quá từng cái thần sắc cũng còn phấn khởi không thôi. Ha ha mụ nội nó một trận chiến này thật sự là thống khoái ta đau ý vậy mà cũng tiến vào viên mãn chi cảnh lại cho ta thời gian một năm tuyệt đối có thể vào hóa cảnh đến lúc đó liền có thể bế quan ngưng tụ thiên phách một chiến phong đệ tử cười to nói sau lưng của hắn linh đao đều có cuốn vết dao dấu vết không biết đạo kinh lịch nhiều ít chém giết. Chiến đấu là tăng lên nhanh nhất phương thức bất quá vẫn là chúng ta phong ca lợi hại ta giọt cái ngoan ngoãn một quyền kia ra chân ý gào thét ngàn sói tránh lui trăm sói hóa thành cho tàn A. Có chiến phong đệ tử nói đùa nói ánh mắt nhìn về phía kia đi tại mọi người phía trước thanh niên tóc bạc trong con người tất cả đều là sùng bái. Kia là phong ca có thể có được bốn loại hóa cảnh chân ý cái này ngộ đạo thiên phú ta tu luyện 30 năm chưa hề chưa nghe nói qua một người khác sợ hãi than nói, gần đây một tháng qua tất cả mọi người đối mục phong đều chỉ có một chữ phục. Suốt cục về thành, một đầu tóc bạc thanh niên hai tay sau gối lên sau đầu hài lòng đi tại về thành trên đường cái kia kim sắc quang huy rơi tại thanh niên sợi tóc màu bạc bên trên sáng chói sinh huy. Một tháng tiến vào ma nguyên liên chiến mục phong cũng cảm giác được một tia thể xác tinh thần mỏi mệt. Còn kém huyễn chi chân ý huyên ý hóa cảnh liền lập tức ngưng tụ thiên phách. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng chuẩn bị lần này sau khi trở về liền hảo hảo nhằm vào tu luyện một phen huyện ý. Tử vân quận chúa hách Mỹ lệ cùng một chút chiến phong nữ tu nhìn qua Mục Phong thân ảnh chỉ điểm nói gì đó thỉnh thoảng truyền đến êm tai chuông bạc tiếng cười nơi xa lâm nguyên thành tường thành hình dáng cũng nổi lên. Chiến phong về thành, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1148, Chiến đoàn hội tụ, bất quá không nghĩ tới tại về thành thời điểm lại là gặp phải một cái khác chi nhân mã chính là Tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải chiến đoàn. Mục huynh đã lâu không gặp, Tứ hoàng tử chủ động tới chào hỏi. Mục Phong lễ phép tính gật gật đầu, thật lâu không thấy cái này Tứ hoàng tử ra hỏa này trên thân mặt khác hai cỗ chân ý cũng cường đại rất nhiều hẳn là đều nhập hóa cảnh. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng cái này Tứ hoàng tử thế nhưng là một cái không kém đối thủ cùng cảnh giới bên trong có thể cùng hắn thống khoái một trận chiến không nhiều người tuyển người cái tên này các người chiến phong người cũng không tính thiếu trước hai ngày ta nhìn chiến đoàn trên bảng các người chiến công làm sao một điểm không có thật sự là ném chúng ta đại thương đệ tử mặt cửu công chúa nhìn qua mục phong hừ lạnh nói một ta không phải đại thương người hai chúng ta chiến công nhiều ít liên quan gì đến ngươi a à. mục phong liếc mắt một cái cửu công chúa mạn bất kinh tâm nói tức giận đến cửu công chúa nghiến răng nghiến lợi nữ nhân này là bàn tay không ăn đủ a à, vẫn là coi là phong ca cầm không được kiếm tứ ca ca ngươi nhìn ra hỏa này Cửu công chúa ôm tứ hoàng tử cánh tay rậm chân oán hận nói. Tốt cửu muội mục huynh thực lực cùng mới có thể hắn chiến đoàn chiến tích chắc chắn sẽ không tranh lệch đoán chừng mục huynh các ngươi cho tới bây giờ không có đi đăng ký qua chiến công A vừa vặn hôm nay là hai bảng đổi mới thời gian tất cả đệ tử cùng chiến đoàn đều sẽ đi đăng ký không bằng cùng nhau đi tới. Tứ hoàng tử cười khổ một tiếng cầm muội muội mình không có cách nào sau đó đối mục phong cười nói. Cũng tốt, Mục Phong gật đầu mang theo chiến phong người cùng tứ hoàng tử người cùng nhau đi tới trước kia mặc dù có mâu thuẫn chiến đấu qua bất quá hắn đối tứ hoàng tử bản nhân cũng không ác cảm còn đem tứ hoàng tử khi thật sự đối thủ. Ta nói mục cuồng người cái tên này đều hai ý hóa cảnh còn không có ý định bế quan xung kích vương cảnh ngưng tụ thiên phách ha. Thạch chính hùng tới cùng mục cuồng kề vai sát cánh cười nói. Hắc hắc ta phong ca cũng không có gấp gáp ta tự nhiên cũng không vội. Mục cuồng cười nói, Mục phong hắn chính là cái yêu quái chúng ta không thể cùng hắn so nhanh ngưng tụ thiên phách ha ta lần này trở về dự định bế quan xung kích vương cảnh ngưng tụ thiên phách đến lúc đó lại cùng ngươi một trận chiến. Ha ha tốt bất quá không thể nói ta phong ca lại yêu quái coi chừng ta đánh ngươi. Ta nói bạch tử dược đều nói ngươi kiếm nhanh có thời gian luận bàn một chút nhìn là ngươi kiếm nhanh vẫn là thân pháp của ta nhanh. Thiểm lăng nhìn qua bạch tử dược có chút khiêu khích nói. Vậy ngươi nhưng phải làm tâm so với ta có lẽ ngươi về sau này đôi chân liền nhảy đát không nổi hắc tiểu tử điên cuồng rất a à, có thời gian đọ sức đọ sức. Hai phe nhân mã dần dần từng bước đi đến hướng Lâm Nguyên Thành trung tâm quảng trường tiến đến. Mà giờ khắc này trung tâm quảng trường hội tụ người mãn không hạ hai ba mươi vạn người hội tụ trong đó có bốn, năm vạn người đều là tuyển chọn khảo hạch đệ tử tới đây đăng ký chiến công. Mau nhìn phong lâm chiến đoàn người đến đó chính là phong lâm thiên A à, tốt có khí chất A. À đông đảo thiếu nữ kinh hô nhìn về phía kia một đám đeo màu xanh huy chương số lớn nhân mã mà đến thanh niên cầm đầu không thể nói nhiều anh tuấn bất quá hai con ngươi cực kỳ thâm thúy có thần dáng người thon dài một bộ thanh bào thanh lơ mơ động phảng phất tùy thời có thể lấy hóa tiên mà đi trước một hồi nghe nói có hai cái vạn lang bộ lạc bị liên diệt đoán chừng chính là phong lâm chiến đoàn làm a không biết bây giờ phong lâm thiên chiến công đạt tới nhiều ít Bắc Yên chiến đoàn cũng tới còn có lôi đình chiến đoàn, chu tước chiến đoàn, hiên viên chiến đoàn, những này đại chiến đoàn hôm nay đều đến xem ra lần này mấy cái này đại chiến đoàn muốn so thi đấu liều chiến tích. Sau đó từng nhánh ngàn người đại chiến đoàn tại rất nhiều người kính sợ trong ánh mắt mà tới. Chu tước chiến đoàn một thân hỏa hồng váy dài chu anh kiều ngạo cao lãnh nàng đã đột phá thiên phách cảnh giới trở thành không nhiều vương cảnh đệ tử một trong. Lôi đình chiến đoàn dáng người khôi ngô trên thân ẩn ẩn vần quanh kim sắc lôi đình lôi đoạn nhạc khí thức bàng bạc hắn là vạn tượng vực bên trong thứ nhất lôi tu thế gia lôi gia thế hệ này đích truyền đệ tử lôi đạo thiên phú kinh người có được lôi linh căn cùng lôi hoàng huyết mạch tu luyện thiên giai lôi công chiến lực kinh người cũng là bước vào vương cảnh cường giả thanh niên. Bắc Yên chiến đoàn yến tử sơn kia người mặc ngân sắc chiến giáp thần tuấn oai hùng thanh niên Bắc Yên Tam hoàng tử nghe đồn Bắc Yên hoàng tộc thế hệ này bên trong thiên phú mạnh nhất hoàng tử đồng dạng đã là bước vào thiên phách vương cảnh nhân vật hắn Bắc Yên chiến đoàn cũng như một chi quân đội từng cái người mặc áo giáp khí thế hùng hổ. Gia tộc hiên viên chủ đạo hiên viên chiến đoàn kia một thân kim bào thẳng tắp thanh niên khuôn mặt cương nghị trên người có một cỗ chiến ý bồng phát thể nổi khí huyết như hồng như là một cái hung thú. Gia tộc hiên viên đệ tử từng cái đều là khí huyết bành trướng hiên viên ra là thể tu đại tộc mà hiên viên chiến đoàn bên trong người rất nhiều cũng là thể tu sức chiến đấu cường hãn. Từng nhánh lớn nhỏ chiến đoàn tụ đến mỗi tháng canh một chiến công bảng hôm nay lại lại muốn độ đổi mới nhà đây không phải Nguyễn Cốt Phong sao? Chật chật các người chiến đoàn cũng tới. Một tiếng nghĩa mai thanh âm truyền đến chu tước chiến đoàn bên trong chu vũ nhìn qua mục phong cười lạnh nói. Mục phong sắc mặt bình tĩnh mà mục cuồng bạch tử dược một đám chiến phong thành viên lại là từng cái dùng muốn giết người ánh mắt nhìn về phía chu vũ. Tiểu tử ngươi mẹ hắn nói người nào? Mục cuồng quát lạnh nói. Ai bị bức phải quỳ xuống ta nói ai dập đầu ta nói ai nguyễn cốt phong cái tên này kỳ thật cũng thật là dễ nghe ha 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 ha. Chu Vũ cuồng vọng cười to nói Chu Tước chiến đoàn không ít người đều là cười to lên. Người muốn chết, dược xuyên gầm thét thể nội một cỗ ngũ thải độc nguyên lực phun trào trực tiếp ngưng tụ một đạo độc ấn oanh sát hướng Chu Vũ. Mục Phong ngày đó vì cứu chính mình mà cúi đầu mập mạp không cho phép bất luận kẻ nào sách chuyện này vũ nhục Mục Phong. Hừ không chịu nổi một kích cút, Chu Vũ hừ lạnh một tiếng một đạo chu viêm chân hỏa ngưng tụ thành trưởng giết ra khí thế kinh người trực tiếp đánh nát đạo này độc ấn đem khí độc luyện hóa thành khói chu viêm chân hỏa trưởng oanh sát hướng dược xuyên. Dược xuyên biến sắc nhanh lùi lại không dám chính cản bất quá vẫn là bị một đạo công kích oanh chúng phun ra một ngụm máu tươi phun tung tóe tại Chu Vũ trên cánh tay hắn chấn kinh nhìn qua Chu Vũ ra hỏa này vậy mà ngưng tụ thiên phách đột phá đến vương cảnh. Sâu kiến, Chu Vũ cười lạnh sau đó khiêu khích nhìn về phía Mục Phong cũng chính bởi vì hắn ngưng tụ thiên phách đột phá vương cảnh mới dám như thế mỉa mai chế diễu Mục Phong. Dược xuyên không nói khóe miệng lại là câu lên một tia cười lạnh. Đột phá vương cảnh đây chính là ngươi bây giờ cuồng vọng tiền vốn đạm mạc thanh âm truyền đến mục phong bình tĩnh nhìn về phía chu vũ chu vũ nhìn qua mục phong đôi mắt không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên nhảy một cái truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong phảng phất ẩn chứa có thái cổ hung thú kỳ quái ta đã đột phá vương cảnh hai ý ngưng phách sợ hắn làm gì chu vũ trong lòng cho chính mình đặt cơ sở tức giận sau đó kiên định ánh mắt nhìn về phía mục phong Bất quá hắn còn chưa nói cái gì Mục Phong lại thản nhiên nói, ngươi như cảm thấy chính mình đột phá lợi hại rất nhiều một hồi sinh tử đài bên trên gặp nhìn ta mười trong kiếm có thể hay không giết ngươi. Ngươi, câu nói sau cùng rơi Mục Phong đôi mắt phảng phất hóa thành sắc bén nhất kiếm chu vũ giận dữ bất quá nhớ tới ngày đó Mục Phong giết người như ngế cùng kia kinh thế lôi pháp hắn nói không ra lời ngóng nhìn đến chu vũ vậy mà nghiêng đầu đi vô ý thức tránh đi ánh mắt bị Mục Phong khí chàng chỗ chấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1149, đăng lục chiến tích. Không dám liền im lặng, Mục Phong cười lạnh hắn tại Chu Vũ trong lòng đã lưu lại liền một tia bóng ma đi. Hừ cá nhân thực lực mạnh để làm gì ngươi chiến đoàn còn không phải chiến tích hạng chót. Chu Vũ cắn răng hừ lạnh một tiếng, Mục Phong không để ý đến Chu Vũ mà là nhìn về phía một bộ màu đỏ váy áo khuôn mặt xinh đẹp nữ tử Chu Anh. Mà Chu Anh vừa vặn cũng nhìn về phía mục phong nam nữ hai đảo ánh mắt đụng vào nhau không có bất kỳ cái gì mập mờ bầu không khí có ngược lại là hai cỗ lạnh lẽo sát ý đối bính cùng một chỗ. Trung quanh không ít người cảm thấy bầu không khí không thích hợp nhìn về phía hai người. Người chính là kia cái gì Mục Phong A giết Kim Hạo Dương chảm triệu thiên mãng tiểu tử kia Mục Phong A. Chu Anh dùng kiêu căng thần sắc ngạo nghễ nhìn về phía Mục Phong nói. Người chính là lần kia âm mưu phía sau người vạch ra lòng dạ rắn giết độc phụ Chu Anh A. Mục Phong cũng lãnh đạm đáp lại nói miệng độc hơn, tiểu tử ngươi nói cái gì đó, muốn chết sao, người chu gia nổi giận từng cái khí thế hùng hổ nhìn về phía Mục Phong trong đó còn có hai người là thiên phách cảnh giới chu gia vương cảnh thiên tài. Làm sao muốn một trận chiến sao, các huynh đệ kết trận, chiến phong người không chút nào sợ mục cuồng gầm nhẹ một tiếng lập tức hơn 300 chiến phong thành viên trong nháy mắt chia mấy cái trận doanh tùy thời chuẩn bị kết trận một trận chiến. Người mặc dù thiếu thế nhưng là khí chàng bên trên không chút nào thua chu gia mà mục phong cùng chu anh tại hai phe nhân mã trước lạnh lẽo nhìn lấy đối phương chu anh sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh sát cơ lộ ra cái này mục phong vậy mà bảo nàng độc phụ mau nhìn chu tước chiến đoàn cùng chiến phong đối đầu hai cái này chiến đoàn làm sao đối đầu song phương thực lực sai biệt quá lớn a đúng vậy a mục phong cũng dám dẫn người đối chu tước chiến đoàn muốn chết sao thật sự là không biết tự lượng sức mình chu tước chiến đoàn bên trong chu gia liền có ba tên vương cảnh cường giả còn có một chu anh người theo đuổi hết thảy bốn tên vương cảnh a hai người chiến đoàn người trợn mắt nhìn khí thế hùng hổ lập tức dẫn tới chung quanh rất nhiều người chú ý không ít người nghị luận nói. Bất quá tại nhân số bên trên cường giả khí thế bên trên chu tước chiến đoàn rõ ràng vẫn là ép chiến phong quá nhiều. Thế nhưng là mục phong sau lưng hơn 300 tên chiến phong đệ tử giờ phút này nhìn qua nhân số ở xa bọn hắn phía trên chu tước chiến đoàn lại là không có một tia e ngại chi ý thậm chí còn có một tia kích động chiến ý. Biểu hiện ra ngoài khí chàng nhường không ít người kinh ngạc. chu anh cô nương đây là muốn lấy nhiều lấn thiếu sao mà lúc này một người đứng ra nói người này lại là tứ hoàng tử. Đại thương đệ tử cũng không chỉ bọn hắn, thạch chính hùng mấy người cũng cười lạnh đứng đi qua lại có giúp mục phong bọn người ý tứ. Bất quá chu anh không thèm để ý tứ hoàng tử lạnh lùng nhìn qua mục phong nói, đừng tưởng rằng giết một cái triệu thiên mãng không dậy nổi vương cảnh ở giữa tranh lệch không phải ngươi có thể tưởng tượng cái kia dạng thực lực ta đưa tay liền có thể diệt sát. Chớ rất tự cho là đúng trong mắt ta ngươi cũng mạnh hơn hắn không địa phương nào đi. Mục phong cười lạnh nói. Hừ, Vô Chi cuồng vọng hạ người chờ ngươi tu vi lúc nào có thể đuổi được ta lại nói chờ các ngươi chiến đoàn chiến tích lúc nào so ra mà vượt ta Chu Tước chiến đoàn ngươi tại đến trước mà ta đại phóng vỉnh lên tư. Chu Anh lãnh ngạo nói sau đó quay người không để ý tới Mục Phong mang theo Chu Tước chiến đoàn người đi trèo lên chiến tích. Chu Tước chiến đoàn người cũng là khinh miệt nhìn về phía Mục Phong chiến phong chiến đoàn thành viên từng cái thần sắc kiêu căng đối chiến phong thành viên lộ ra vẻ khinh thường. Mau nhìn mấy đại chiến đoàn người trèo lên chiến tích. Mà lúc này có người hoảng sợ nói tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp trước hết nhất đi đăng ký là Bắc Yên Chiến đoàn nhân mã Bắc Yên Chiến đoàn bên trong Yến Tử Sơn hắn lấy ra chính mình chiến bài tràn vào nguyên lực lập tức chiến bài bên trong một đạo hắc sắc ma quang bắn vào chiến công bia bên trong. Chiến công bia bên trong Yến Tử Sơn cá nhân chiến tích tương đối biến hóa theo trước kia 1.200 điểm gia tăng đến 4.500 điểm. Mà bị Bắc Yên Chiến đoàn tổng chiến tích cũng nhiều hơn 3.000 điểm chiến tích. 4.500 điểm cá nhân chiến tích thật là lợi hại. Không hổ là Bắc Yên trong hoàng thất giới này thứ nhất thiên kiêu Yến Tử Sơn hoàn toàn xứng đáng. Không ít người nhìn qua Yến Tử Sơn sợ hãi than nói. Sau đó Bắc Yên chiến đoàn người cũng đều bắn ra ma quang tiến vào trong bia đăng ký chiến tích bất quá cái này chiến bia chỉ có top 100 mới có thể phát hiện tên Bắc Yên chiến đoàn bên trong có 6 người lên bảng cũng phi thường lợi hại. Đăng lục chiến tích Yến Tử Sơn than nhẹ một tiếng chiến tích vẫn là không có siêu Việt Phong Lâm Thiên Nguyên Lai chiến tích lần này Phong Lâm Thiên chỉ sợ lại thu hoạch không ít chiến tích A. À mà Bắc Yên chiến đoàn tất cả mọi người đăng ký hoàn thành chiến đoàn trên bảng Bắc Yên tổng thành tích đạt tới 7 vạn nhiều tạm thời siêu việt thứ nhất phong lâm chiến đoàn danh liệt thứ nhất. Sau đó là lôi đình chiến đoàn người đi đăng ký lôi đình chiến đoàn lôi đoạn nhạc chiến bài một đạo ma quang bắn vào chiến công bia bên trong cá nhân chiến tích tăng vọt vậy mà đạt tới cá nhân chiến tích 5.000 mau đuổi theo phong lâm thiên, lôi đình chiến đoàn người cũng theo đó đi đăng ký bọn hắn cũng có 6 người lên bảng lôi đình chiến đoàn tất cả mọi người nhanh chóng đăng ký xong lôi đình chiến đoàn chiến tích đạt tới 7 vạn 5 ngàn điểm siêu việt phong lâm chiến đoàn cùng Bắc Yên. Bất quá tất cả mọi người cũng không kinh ngạc bởi vì phong lâm chiến đoàn lần này còn không có đăng ký. Hiên viên chiến đoàn bên trong hiên viên lãng cũng sau đó dẫn người đăng ký hiên viên lãng cá nhân chiến tích đạt tới 6.000 điểm vậy mà siêu việt phong lâm thiên cá nhân chiến tích tạm liệt thứ nhất. Mà hiên viên chiến đoàn tổng chiến tích lần này đạt tới 7 vạn 8 hiên viên chiến đoàn có 7 người trước người chiến tích bảng top 100. Sau đó lại là rất nhiều ngàn người chiến đoàn đi lên đăng ký bất quá thành tích đều không có phía trước chiến đoàn ưu tú. Mà chu tước chiến đoàn người đi lên đăng ký thành tích lại là để cho người ta hai mắt tỏa sáng chu anh cá nhân chiến tích đạt tới 5.000 chu tước chiến đoàn chiến tích vậy mà đạt tới 7 vạn 6 tổng chiến tích tạm liệt thứ hai Chu Tước Chiến đoàn người đều lộ ra một tia đắc ý không ít người còn mỉa mai nhìn về phía Chiến Phong người Chiến Phong tổng thành tích vẫn chỉ là số không đây chỉ sợ tổng chiến tích còn không có Chu Anh người cao a không ít Chu Tước Chiến đoàn người đều là như vậy nghĩ đến mà lúc này Phong Lâm Thiên Chiến đoàn người rốt cục cũng tới đi tất cả mọi người ánh mắt một nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tại kia thanh bảo thân ảnh trên thân hắn được xưng là lần này năm vạn tuyển chọn đệ tử bên trong kiệt xuất nhất thiên tài phong gia Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên đi lên lấy ra chiến bài một đạo ma quang bắn ra lập tức chiến trên bảng cá nhân chiến tích tăng vọt. Phong Lâm Thiên 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9 000, cá nhân chiến tích một nháy mắt lại chứng 4.000, 9 chiến tích ép đến tất cả mọi người. Trời ạ à, 9.000 chiến tích ta dựa vào đây mới là tháng thứ 3A. Có người kinh hô không thôi sớm nhất một nhóm tới đây mới 3 tháng trễ nhất mục phong đợi người tới nơi này cũng có hơn một tháng. rất hiệu nghiệt đợi 3 năm kết thúc hắn chiến tích có thể tới cái tình trạng gì vô số người sợ hãi thán phục tấm lưng kia là như thế lóa mắt. Phong Lâm Thiên, Chu Anh Yến Tử Sơn lôi đoạn nhạc hiên viên lãng chờ một chút một đám thiên kiêu nhìn qua Phong Lâm Thiên bóng lưng đều cảm giác có chút kiềm chế ra hỏa này quá mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1150, nghiền ép toàn trường sau đó phong lâm chiến đoàn người cũng từng cái nhanh chóng đăng ký chiến tích phong lâm chiến đoàn tổng chiến tích cũng đang không ngừng tăng vào đạt tới chín vạn tám ngàn kinh khủng chiến tích chiến tích này nhường vô số chiến đoàn đều đến hít sâu một hơi phong lâm chiến đoàn đây là muốn lực áp một giới a quá mạnh nếu là ta có thể gia nhập phong lâm chiến đoàn thì tốt biết bao đúng vậy a gia nhập dạng này chiến đoàn chiến tích lo gì a thời gian nửa năm đủ để hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ sau đó an tâm tu luyện vô số người sợ hãi than nói từng đạo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía phong lâm chiến đoàn người. Mà phong lâm chiến đoàn người cũng từng cái đầu lâu cao ngạo ngẩng hơn người một bậc. Ghê tởm phong lâm thiên ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Lôi đoạn nhạc hiên viên lãng yến tử sơn bọn người không có chỗ nào mà không phải là nhìn qua phong lâm thiên bóng lưng cắn răng thầm nghĩ. Bọn hắn đều là riêng phần mình trong tộc lần này bên trong thiên kiêu làm sao cam tâm rơi vào phong lâm thiên sau lưng sau đó lại có rất nhiều chiến đoàn các loại chiến tích bất quá không có người nào có thể so sánh được trước đó những này thiên kiêu nhân vật càng là bị phong lâm thiên hỏa dưới chướng hắn phong lâm chiến đoàn ép tới ảm đạm phai mờ. Bất quá đại thương chiến đoàn tứ hoàng tử chiến đoàn thành tích có chút khiến người ngoài ý tứ hoàng tử thác bạt thanh hải cá nhân chiến tích 4 ngàn nhập chiến công bia hạng 10 mà đại thương chiến đoàn tổng thành tích 5 vạn cũng nhập tất cả chiến đoàn bên trong chiến tích tên thứ 12. Đại thương chiến đoàn chiến tích nhường đại thương vương triều đến tuyển chọn các đệ tử có chút tranh điểm tức giận. A à đây không phải còn có một cái chiến đoàn không có đăng ký sao? Chẳng lẽ chiến tích vẫn là là không? Mà lúc này một đạo mỉa mai tiếng vang dội mà lên chu tước chiến đoàn bên trong chu vũ ôm ngực mà đứng nhìn qua chiến phong chiến đoàn kia đáng thương thưa thất hơn 300 người nói. Đám người nghe vậy nhìn lại không ít người trên mặt đều lộ ra một tia nghiền ngẫm thần sắc chiến phong chiến đoàn chiến tích là không. Ha ha lại còn có chiến tích là không, chiến đoàn chi này chiến đoàn thật là cho chúng ta tuyển chọn các đệ tử tranh sĩ diện a. Chu tước chiến đoàn bên trong có người mỉa mai cười nói. Đừng quên cái này chiến đoàn thủ lĩnh lúc trước thế nhưng là quỳ xuống cầu người khác tha thứ kẻ đáng thương. Ha 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 người nói là nhuyễn cốt phong sao. Chu tước chiến đoàn mọi người mỉa mai nói. Vô số nhân vọng hướng mục phong chiến đoàn không ít đại thương các đệ tử đều nhíu mày. Chuyện gì xảy ra chiến phong chiến đoàn không hội chiến tích vẫn là là không a à ta nhớ được bọn hắn không phải bước vào ma lang nguyên một tháng lâu sao ai thật sự là mất mặt a à, bọn hắn không phải là tiến vào ma lang nguyên sau sợ hãi không có đi chiến đấu a à. không ít người kinh nghi lên tiếng nhìn về phía chiến phong chiến đoàn người đều lộ ra một tia khinh thường cùng mỉa mai tự cho là đúng chó một hồi các gia gia chiến tích không muốn sáng mù các ngươi mắt chó dược xuyên nhìn qua mỉa mai mọi người âm thanh lạnh lùng nói liền các ngươi chút người này có thể có cái gì chiến tích ta nhìn tổng chiến tích cho ăn bể bụng bất quá một vạn chu vũ cười lạnh nói ta à, tập vái kia ra ra cùng ngươi đánh cược nếu là lần này chúng ta chiến phong có thể qua một vạn chiến tích ngươi quỳ xuống hướng chúng ta chiến phong tất cả mọi người dập đầu ba cái dược xuyên nhìn qua chu vũ cười lạnh nói tiểu xúc sinh ngươi dám mắng người chu vũ giận dữ tiểu xúc sinh mắng ai dược xuyên âm thanh lạnh lùng nói tiểu xúc sinh mắng ngươi chu vũ gầm thét ha ha các huynh đệ nghe thấy sao tên tiểu xúc sinh này đang mắng ta dược xuyên cười to ha 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 chửi giỏi lắm tiểu xúc sinh ngươi tiếp lấy mắng Trời à, còn có người chính mình thừa nhận chính mình là tiểu xúc sinh ha ha mở mắt. Dược huynh người quá xấu người ta như thế không có não người như thế xáo lộ người ta. Chiến phong mọi người cười vang lên tiếng chu vũ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến mình bị dược xuyên xáo lộ. Tại sao có thể có đần như vậy người? Chiến phong bên trong nữ tu sĩ nhóm cũng diễu cợt lên tiếng. Chu Vũ ánh mắt âm lãnh nhìn qua Dược Xuyên nói, lão tử cùng ngươi cửa các ngươi chiến tích nếu là có thể qua một vạn ta quỳ xuống cho các ngươi dập đầu ba cái nếu là qua không đem ngươi đầu cho cắt bỏ cho ta. Tốt cháu trai ngươi xem trọng ra ra các loại chính là ngươi câu nói này. Dược Xuyên cười to ngẩng đầu đi qua lấy ra chiến bài bắn ra một đạo ma quang bắn vào chiến công bia bên trong. Chiến công bia bên trong trong nháy mắt đi ra một cái tên sắp xếp nhập chiến công bia 10 vị trí đầu liệt kê. Dược Xuyên 5.000 chiến công. Tất cả mọi người gặp một màn này con người có rụt lại không dám tin nhìn qua dược xuyên. Làm sao có thể tiểu tử này làm sao có thể có 5.000 chiến công hắn vẫn chỉ là linh hải cảnh giới tu vi đi. Chẳng lẽ chiến phong chiến tích đều tại hắn trên người một người. Vô số người kinh hoa lên tiếng nhìn về phía dược xuyên không dám tin. Mà chu vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng tụ không dám tin. Tiểu súc sinh hôm nay người cái này khấu đầu A là đập định. Chiến phong bên trong một cuồng cười to lên lấy ra chiến bài bắn ra một đạo ma quang có một cái chiến tích trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Mục cuồng không chiến tích, chiến tích này đã xếp hạng vị trí thứ 8. Mục cuồng dược xuyên chiến tích cộng lại chiến phong chiến tích đều qua một vạn. Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hai người này chẳng lẽ hai người này mới là chiến phong bên trong cường giả chân chính. Các huynh đệ đều lộ ra tới đi nhường mắt chó coi thường người khác đám ra hỏa nhìn xem. Mục phong bình tĩnh nói, nặc, chiến phong người xác nhận toàn bộ đi lên từng cái chiến bài bắn ra ma quang nhập bia. Bạch tử dược 5.600 chiến tích, tử vân quận chúa 5,300 chiến tích, phong tiêu tiêu 5.000 chiến tích, yến thanh 4.800 chiến tích, dương hải 5.000 chiến tích, lý dược 5.100 chiến tích. Chiến bia trên bảng từng cái danh tự điên cuồng xuất hiện gần như sắp thay thế theo chiến tích bảng thứ tư từ dưới danh ngạch. Mà tất cả mọi người rung động nhìn về phía không ngừng chấp động quang mang chiến tích bia trợn mắt hốc mồm. Mà chiến đoàn trên bảng chiến phong chiến đoàn chiến tích cũng theo số không đến một vạn hai vạn ba vạn điên cuồng tăng vọt rất nhanh liền phá 10 vạn. Làm trừ mục phong bên ngoài một tên sau cùng nguyên đan cảnh giới đệ tử đăng ký về sau chiến phong chiến đoàn chiến tích thình lình đạt tới 238,000 con số khủng bố mà cuối cùng này một nguyên đan đệ tử chiến tích cũng tại 600 số lượng. Đã sớm siêu việt nguyên đan cảnh giới 100 chiến công khảo hạch yêu cầu. 238,000 cái này chiến công giờ phút này xếp tại tất cả chiến đoàn trên cùng so danh sương mạnh nhất lâm thiên chiến đoàn nhiều hơn 10 vạn chiến công. Yên tĩnh toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người khuôn mặt đều ngốc trệ nhìn về phía chiến phong tất cả mọi người không dám tin. Mà lúc này mục phong đạm mạc đi lên trước lấy ra chính mình chiến bài một đạo ma quang bắn vào chiến trong bia. Trong nháy mắt một cái tên xuất hiện lập tức đạt tới ngọc thạch bia đỉnh chóp nhất quang mang vượt trên tất cả danh tự. Mục phong chiến tích 3 vạn 5 ngàn điểm. 3 vạn 5 ngàn điểm chiến tích chiến tích này so thứ nhất Phong Lâm Thiên trọn vẹn siêu việt hơn một vạn chiến tích là Phong Lâm Thiên gần gấp 3. Tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này toàn bộ ngưng tụ tại đạo này tóc bạc áo bào đen thân ảnh bên trên đôi mắt bên trong chỉ có rung động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1151, hình tượng lộ ra ánh sáng. Ta thiên 3 vạn năm ngàn chiến tích ta ta không nhìn lầm A huynh đệ ngươi trông thấy sao? Có người chấn kinh nói, không có không nhìn lầm ta cũng trông thấy ba vạn năm ngàn chiến tích thế nhưng là cái này sao có thể. Một người khác cũng rung động nói, sau đó từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Phong lâm thiên con người co rụt lại nhìn về phía cái kia đạo tóc bạc thân ảnh bình tĩnh tâm cảnh trong nháy mắt không bình tĩnh lại được. Hắn ánh mắt nhìn qua mục phong tựa hồ muốn đem mục phong xem thấu. Làm sao có thể tiểu xúc sinh này làm sao lại cao như vậy chiến tích. Chu Anh cũng là mở lớn môi đỏ có chút thất thố rung động nhìn về phía mục phong thân ảnh trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin. Lôi đoạn nhạc hiên viên lãng yến tử sơn mấy người cũng là chấn kinh nhìn về phía gió êm sóng lặng thanh niên trong lòng bọn họ lại quấy lên thao thiên cự lãng. Mà chiến phong tổng chiến tích càng là đạt tới 272,000 điểm một cái làm cho không người nào có thể tin tổng thành tích. Tứ ca ca gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy chiến công? cửu công chúa cũng là không dám tin nhìn qua mục phong hắn một người chiến tích so ra mà vượt bọn hắn một đoàn. Ha ha kim lân há lại vật trong ao a, à, tứ hoàng tử cười lớn một tiếng trong mắt cũng có chút rung động chu vũ vương chiều xem ra muốn ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mục phong người càng mạnh đối ta mới càng có tính khiêu chiến. Tứ hoàng tử nắm chặt nắm đấm, trời ạ à, 272,000 chiến tích bọn hắn làm sao bây giờ đến không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bọn hắn kia hơn 300 người làm sao lại sáng chế huy hoàng như vậy chiến tích. Rất nhiều người gầm thét không dám tin, ha ha mắt chó coi thường người khác người hiện tại còn có lời gì nói. Chiến phong các thành viên cười lạnh nhìn về phía chu tước chiến đoàn người. Cháu trai tới cho người các gia ra, ra dập đầu A, à. dược xuyên càng là đối với chu vũ cười lạnh nói. Chù vũ sắc mặt tái xanh vô cùng trong lòng đồng dạng không dám tin đứng ra giận dữ hết. Các người những người này làm sao có thể kiếm nhiều như vậy chiến công ăn gian nhất định là ăn gian các ngươi dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn lừa bịp mọi người. Không sai các người chỉ là hơn 300 người liền một cái thiên phách cảnh giới vương giả đều không có có thể sáng chế như thế chiến tích khả năng sao. Không ít người cũng đứng ra nghi ngờ nói ta cũng không tin hơn 300 người làm sao có thể sáng chế huy hoàng như vậy chiến tích. Càng ngày càng nhiều người đứng ra chất vấn nói đại nhân nhất định phải tra ra chân tướng, mà lúc này rất nhiều nhân vọng hướng một người mặc áo bảo đen trung niên nam tử. Cái này trung niên nam tử nhìn về phía mục phong bọn người trong ánh mắt đồng dạng có hoài nghi cùng không dám tin. Hắn là vạn tượng tông ở chỗ này một vị thiên phách cảnh giới giám sát sứ chính là phòng ngừa có người ăn gian dù sao cái này chiến bài bên trong ẩn chứa đạo văn nếu như đạo văn tông sư xuất thủ cải biến bên trong đạo văn có thể dở trò dối trá chiến tích. Mục phong các người cái này chiến tích rất khoa trương bắt các ngươi chiến bài cho ta nhìn qua. Giám sát sứ nói, Mục Phong nghe vậy trong tay chiến bài huy động bay ra cho giám sát sứ, giám sát sứ tiếp nhận linh thức thăm dò vào trong đó lập tức bên trong một cỗ kinh khủng ma nguyên tinh khí phóng thích mà ra cuồn cuộn ma khí gần như sắp bao trùm mấy ngàn mét hư không không biết đánh giết nhiều ít ma lang tộc nhân mới có hùng hậu như vậy, ma khí trong đó mấy loại còn vô cùng cường đại là thiên phách cảnh giới. Rất nhiều người đều rung động nhìn về phía lấy cỗ ma khí đây là đến đánh giết nhiều ít ma lang mới tích xúc được lên a. Chiến văn cùng ma khí đều không có vấn đề huyền cảnh thuật mở cho ta cái này giám sát sứ gầm nhẹ nguyên lực ngưng tụ thành một đạo phù văn bắn vào chiến bài bên trong. Lập tức chiến bài bên trong hào quang tỏa sáng một đạo quang hoa bắn ra hóa thành một khối to lớn che trời màn sáng. Chỉ thấy hết màn bên trên hiện ra dạng này một bộ tràng cảnh. Trong hạp cốc hơn 3.000 lang kỵ gào thét phóng tới mục phong các loại hơn 300 người mỗi một tên lang kỵ tu vi đều không thấp linh hải cảnh giới. Cái này đây là đo bộ lạc hạp cốc này ta biết chỗ nào tất cả đều là thi thể. Có người hoảng sợ nói, hơn 3.000 lang kỵ phóng tới mục phong bọn người tất cả mọi người nhìn qua hơn 300 người muốn bị gấp 10 bọn hắn lang kỵ vây giết tâm đều có chút không tự chủ được nhấc lên. Mà đây là cảnh bên trong mục phong một trưởng linh văn đánh vào đại địa trong hạp cốc quang hoa sáng lên một cỗ trận văn màn sáng bao khỏa hẻm núi cực hàn chi khí mấy hơi thở đem tất cả lang kỵ đóng băng thành băng điêu. Đây là ngũ dài trận pháp, có người kinh hô nói tuyển chọn đệ tử bên trong đồng dạng không thiếu trận pháp sư bất quá ngũ dài trận pháp sư cơ hồ không có. Mục Phong vẫn là ngũ giai trận pháp đại sư, rất nhiều nhân vọng hướng Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt lại kiêng kỵ mấy phần. Sau đó chính là Mục Phong khống chế băng long đại chiến đo lang vương 9 người kiếm trận hợp lực đánh giết đo lang vương hình tượng hơn 300 người kết trận phát huy thực lực cường đại hủy diệt đo bộ lạc hình tượng. Hấp thu cuối cùng một đạo ma nguyên lực sau nơi này hình tượng mới biến mất. Nguyên lai đo bộ lạc là bị Mục Phong diệt, rất nhiều chấn kinh nhìn về phía Mục Phong bọn người sau đó lại là một cái khác chiến đấu hình tượng kia là bờ sông một cái vạn lang bộ lạc cũng đồng dạng bị mục phong chiến đoàn hủy diệt tất cả mọi người kiếm lớn chiến công đây là thẻ nhiều bộ lạc cũng là vạn lang bộ lạc a có người sợ hãi than nói thì ra là thế những người này nguyên lai đều dựa vào trận pháp dụ sát địch nhân ta coi là bọn hắn thật có ngạnh kháng đại bộ lạc thực lực mục phong không gì hơn cái này chu tước chiến đoàn có người khinh thường cười lạnh lời nói bên trong cũng có chút ghen ghét thành phần Phong Lâm Thiên lôi đoạn nhạc bọn người nhìn về sau trong mắt rung động cũng tiêu xuống dưới rất nhiều dựa vào trận pháp mưu lợi Mục Phong thực lực cũng không thể coi là cái gì bất quá hắn lại còn là ngũ giai trận pháp sư. Mục Phong bọn người bất quá cái thứ từ bộ lạc thời điểm tất cả mọi người rung động một cái. Lần này lại là Mục Phong một người, chỉ gặp hắn hóa thân tu la một người xông vào mấy ngàn người lang kỵ trong chiến sĩ đại sát tứ phương không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm chi lực tổn thương hắn một phần, một người càng giết càng hăng cuối cùng vậy mà một nhân đồ diệt hơn phân nửa lang kỵ mà lúc này cái khác chiến phong thành viên mới kết chiến trận cùng một chỗ chém giết lang kỵ sau đó lại là mục phong một người đại chiến cái này bộ lạc lang vương hình tượng bốn kiếm chỉ dùng bốn kiếm cái này lang vương vậy mà liền bị mục phong đánh giết mà cuộc chiến đấu này xem hết tất cả mọi người yên tĩnh mới vừa rồi còn châm chọc khiêu khích người im lặng rung động nhìn về phía mục phong linh hải cảnh giới bốn kiếm liền đánh giết một thiên phách vương giả cái này mục phong đến cùng là cái gì yêu nghiệt Phong lâm thiên bọn người nhìn về phía mục phong trong mắt cũng nhiều tia trịnh trọng. Mà kia giám sát sứ cũng đều rung động nhìn về phía mục phong kẻ này đến cùng là lai lịch gì. Mục phong sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì có chút phẫn nộ cái này mấy lần chiến đấu một lộ ra ánh sáng hắn rất nhiều át chủ bài đều bị mọi người trông thấy. Giám sát sứ đại nhân nhìn đủ sao, ta mục phong ta chiến phong chiến đoàn có phải hay không ăn gian. Mục phong có chút không vui nói, à không có không có ăn gian. Giám sát sứ lấy lại tinh thần vội vàng đem chiến bài cho Mục Phong thu ma khí hình tượng biến mất nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong vậy mà nhiều tia lấy lòng ý cười cái này Mục Phong chỉ sợ không thể so với Phong Lâm Thiên tranh lệch a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương một nghìn Quỷ dị độc thuật linh hải cảnh giới liền có như thế chiến lược mục phong tương lai nhập tông tỷ lệ rất lớn cũng sẽ trở thành hạch tâm đệ tử địa vị so với hắn cái này giám sát chấp sự còn cao hắn làm sao dám lãnh đạm hiện tại giao hảo mới là tiểu xúc sinh này làm sao lại mạnh như vậy chu vũ trong lòng gầm thét nhìn về phía mục phong ánh mắt bên trong nhiều một tia sợ hãi nếu là chính mình cùng hắn chiến đấu chính mình có thể đánh được hắn sao quá mạnh a à trận chiến cuối cùng cơ hồ là mục phong một người diệt nửa cái bộ lạc bốn kiếm trảm vương đáng chết lúc trước ta làm sao lại không có gia nhập chiến phong đâu. Lão lưu tên kia vận khí thật tốt 2.000 điểm chiến tích đều danh liệt thứ 98 vị. Chiến phong nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào chiến phong. Rất nhiều trong lòng người hô to hối hận lúc trước tại sao không có gia nhập chiến phong. Mà bọn hắn nhìn về phía chiến phong thành viên ánh mắt kia mới gọi một cái hâm mộ a mục phong thực lực mặc dù không phải vương giả thế nhưng là có thể so với vương giả hắn vẫn là một trận pháp sư A có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng lấy một địch trăm địch ngàn, mà lại Mục Phong cực kỳ trọng tình nghĩa mặc dù còn có không ít người âm thầm mỉa mai hôm đó Mục Phong vì huynh đệ liền để xuống chính mình tôn nghiêm quỳ xuống sự tình nhưng đồng dạng cũng nhìn ra được hắn đối chính mình dưới chướng huynh đệ phi thường bao che khuyết điểm coi trọng. Cháu trai người bây giờ nhưng phục, dược xuyên mỉa mai một tiếng nhìn về phía kia Chu Vũ. Chu Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng nói không ra lời. Mà cái khác Chu Tước chiến đoàn người đồng dạng ngôn ngữ tắc nghẽn yết hầu phảng phất bị kẹt lại nói không ra lời đã không lời nói tới cho ngươi chúng ra ra dập đầu ba cái đây chính là ngươi cùng ta cược dược xuyên cười lạnh nói chu vũ nghe vậy sắc mặt đỏ lên rất nhiều người ánh mắt đều trêu tức nhìn về phía chu vũ nhìn hắn như thế nào xuống đài tiểu xúc sinh lần này là ta thua các ngươi chớ đắc ý chu vũ lạnh giọng nói thua liền muốn thực hiện hứa hẹn mập mạp ta có thể dùng mệnh cùng ngươi cược ngươi thua không nổi dược xuyên cười lạnh nói mà chiến phong người đều vây tới lạnh lẽo nhìn về phía dược xuyên một tháng qua tất cả mọi người thành sinh tử chiến đấu huynh đệ một người sự tình chính là tất cả mọi người sự tình. Mục phong trong tay cổ sát hiển hiện kinh người kiếm khí sát khí hắn đạn phủi kiếm mặt phát ra tiếng thanh minh nhìn về phía chu vũ thản nhiên nói, trước đó người kiêu ngạo như vậy ta nói người có dám hay không cùng ta đến chiến một hồi nhìn ta mười trong kiếm có thể hay không giết người hiện tại ngươi muốn thử một chút sao. Không nghĩ tới liền thực hiện ngươi cùng ta huynh đệ hứa hẹn. Mục phong càng là bá đạo rất có một lời không hợp liền giết người khí thế mục phong các ngươi làm chúng ta chu tước chiến đoàn không người sao mà lúc này chu anh lạnh lẽo nói đi tới khí thế đáng sợ phóng thích cái khác chu tước chiến đoàn người cũng đứng tại chu vũ sau lưng cho hắn lực lượng còn có hai tên thiên phách cảnh giới vương giả phóng xuất ra chính mình khí thế tăng thêm chu vũ chu tước chiến đoàn bây giờ có bốn tên vương giả hơn ngàn linh hải cảnh giới cường giả không sợ chút nào ta à muốn chiến một hồi sao ta phụng bồi các huynh đệ đâu mục phong khinh cuồng cười một tiếng quát hỏi sau lưng huynh đệ chiến Chiến phong hơn 300 người gầm nhẹ từng cái không sợ hãi chút nào. Ha ha không cần phong ca các huynh đệ ta có biện pháp trị hắn. Dược xuyên cười to lên. Sau đó trong tay hắn nguyên lực phun trào 10 ngón như là xuyên hoa hồ điệp biến hóa pháp quyết trong cơ thể mình độc nguyên lực sôi trào lên dược xuyên thủ ấn bên trong ngưng tụ một đạo màu đen độc văn. a à, mà lúc này chu vũ lại là kêu thảm một tiếng chỉ gặp một cánh tay vậy mà trong nháy mắt biến thành đen hiện ra độc văn cỗ này độc văn rất nhanh tràn ngập tại chu vũ thân thể. Chu Vũ kêu thảm trực tiếp đổ xuống toàn thân ra thịt vậy mà hiện ra ngũ thải độc ban miệng sùi bọt mép thân thể run rẩy. Chu Vũ, người chung quanh kinh hãi nhìn về phía Chu Vũ có người đi đỡ Chu Vũ thế nhưng là cỗ này độc văn vậy mà trong nháy mắt tràn lan lên cái này đỡ nhân cánh tay. Người này kêu thảm còn bên cạnh một người giơ tay chém xuống lập tức bổ nhân thủ này cánh tay người này mới không có bị độc tính kéo dài toàn thân. Đừng đụng hắn hắn trúng độc, có người sợ hãi giống nói người chung quanh biến sắc khoảng cách Chu Vũ vội vàng xa hơn 3 mét. Tiểu tử ngươi đối Chu Vũ xuống liền độc, Chu Anh phẫn nộ nhìn về phía Dược Xuyên, Dược Xuyên trong tay một cái nguyên lực độc văn như là một cái tiểu xà đồng dạng tại lòng bàn tay vặn vẹo. Tiểu Súc Sinh ngươi chừng nào thì đối ta hạ độc, Chu Vũ nằm trên mặt đất kinh sợ sợ hãi nhìn qua Dược Xuyên nói. "Hừ, chuyện này ngươi không cần quản ngươi chỉ cần biết rằng ta dẫn bạo đạo này độc văn ngươi lập tức sẽ bị ta độc xâm lấn tâm mạch linh hải lập tức tử vong ngươi là quỳ vẫn là không quỳ." Dược Xuyên cười lạnh nói, "Ngươi mơ tưởng, Chu Vũ gầm thét. Dược xuyên nghe vậy lạnh lẽo cười một tiếng trong tay độc văn phát ra lên độc ánh sáng. A, à, Chu Vũ kêu thảm chỉ gặp hắn làn ra vậy mà bắt đầu nát giữa tứ chi vậy mà nát giữa huyết nhục hóa thành nồng đậm độc vì chảy xuôi nhìn buồn luôn kinh khủng. Rất nhiều người gặp một màn này tê cả da đầu hoảng sợ nhìn về phía Dược xuyên cách hắn xa một chút ra hỏa này độc vật thật đáng sợ. Mập mạp chết bầm này lúc nào hạ độc a? À? Mục Cuồng kinh ngạc thấp giọng hỏi, đoán chừng là mới vừa rồi cùng Chu Vũ lúc chiến đấu. Bạch Tử Dược suy đoán nói. Chu anh mấy người cũng dọa đến rời xa Chu Vũ lộ ra một tia sợ hãi. Không 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 muốn ta quỳ ta quỳ, Chu Vũ hoảng sợ vội vàng cầu xin tha thứ dạng này ăn mòn độc xâm xuống dưới hắn một phút liền có thể là bị độc chết. Ha ha cái này không là được, Dược Xuyên cười to trong tay độc văn quang mang lúc này mới ngầm hạ đi. Chu Vũ vội vàng bò dậy nát giữa trên mặt còn có thể gặp khuất nhục thần sắc thân thể một khuất hướng Dược Xuyên cùng chiến phong người quỳ đi xuống dập đầu ba cái. Chiến phong mọi người cười to lên mỗi người đều gọi một tiếng tốt cháu trai. Chu vố chịu không được cái này khuất nhục tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi người đã hôn mê. Mà Dược Xuyên cũng tuân thủ hứa hẹn bóp tắt cái kia đạo độc văn. Chu tước chiến đoàn nhân tài dùng nguyên lực nâng chu vố từng cái sắc mặt âm trầm rời đi. Chu anh chạy còn sát khí lộ ra liếc mắt một cái mục phong bọn người mà tại chu tước chiến đoàn bên trong kim ra các đệ tử càng là hai cỗ rung động rung động lần này bọn hắn thật sự là hoảng sợ ha ha một bầy chó mắt xem người thấp đồ vật liền nên bị giáo huấn như vậy chiến phong mọi người khoái ý cười to đi thôi trở về đều tốt nghỉ ngơi một chút mục phong quay người nói không chút nào để ý tới tất cả mọi người rung động ánh mắt chiến phong người đi theo rời đi lại nói mập mập ngươi lúc nào hạ độc a à, hắc hắc cái này a à không nói cho ngươi dù sao ngươi về sau chớ chọc ta coi chừng bàn ra ta hạ độc ngươi dám người dám hạ lão tử đem ngươi kia mới giải đồ chơi lại cho ngươi cắt ta dựa vào mục cuồng đại gia ngươi không phải nói không tại sách chuyện này sao? Ha 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 ha, đám người cười to cười hì hì đùa giỡn tại người khác hâm mộ ánh mắt xuống rời đi. Mục phong, mà phong lâm thiên lôi đoạn nhạc yến tử sơn hiên viên lãng các loại tất cả mọi người đều thật sâu ghi lại cái tên này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1153, Quy hoạch chiến phong, trở lại chiến phong uyển về sau mọi người phân biệt chào hỏi rời đi về riêng phần mình gian phòng viện lạc nghỉ ngơi một tháng liên chiến tất cả mọi người mệt mỏi tẩy đi một thân bụi bặm cùng huyết tinh tất cả mọi người mỹ mỹ ngủ một giấc mục phong cũng giống như thế cũng cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt hảo hảo ngủ một ngày một đêm một tháng qua bọn hắn diệt bốn cái vạn lang bộ lạc ba cái tiểu bộ lạc mục phong càng là giết năm tên thiên phách cảnh giới lang vương chiến phong mới có huy hoàng như vậy chiến tích hai ngày về sau mục phong mới triệu tập tất cả mọi người ở trong thành một nhà tương đối xa hoa trong tử lâu bao xuống liền một tầng lầu cộng đồng liên hoan uống rượu đến các huynh đệ chén rượu thứ nhất này kính phong ca nếu không phải phong ca chúng ta nơi đó có thể có như thế huy hoàng chiến tích làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn mà lúc này dương hải đứng dậy dẫn đầu nâng chén nói rầm rầm Toàn trường hơn 300 người mấy chục tấm bàn rượu chiến phong thành viên toàn bộ đứng người lên nhìn nâng chén nhìn về phía trong lúc này trên bàn rượu thanh niên tóc bạc thân ảnh đôi mắt bên trong đều là ý kính nể. Kính phong ca, tất cả mọi người lớn tiếng nói ánh mắt sùng bái chiến phong bên trong hơn 10 danh nữ tu hơn phân nửa nhìn về phía hắn thẳng tắp thân ảnh ánh mắt bên trong đều mang một tia ái mộ chi ý. Ha ha tốt một chén này ta thụ bất quá đây cũng là tất cả huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ cố gắng kết quả làm. Mục phong cười nói nâng chén nâng cốc uống một hơi cạn sạch tất cả mọi người cùng uống mà xuống mục phong phất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống phong ca về sau chúng ta đều nghe ngươi đều cùng ngươi ngươi nói về sau chúng ta nên làm cái gì các huynh đệ đều nghe ngươi có người nói tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn Mục Phong có chút trầm ngâm sau đó nói, đã chúng ta cái này một nhóm người có thể ở chỗ này gặp nhau tập hợp một chỗ cùng một chỗ chiến đấu sinh tử vinh nhục cùng hưởng đây là duyên phận người ta tất cả mọi người duyên phận ta hy vọng về sau mặc kệ là ở chỗ này vẫn là đi tông môn mặc kệ tiến nhất mạch kia chúng ta đều vẫn là huynh đệ. Kia là tự nhiên cả đời huynh đệ lớn hơn trời phong ca chúng ta một ngày bảo ngươi phong ca ngươi liền vĩnh viễn là chúng ta phong ca không sai về sau mặc kệ ai đến bất kỳ một mạch tất cả mọi người không thể nào quên hôm nay tình nghĩa nếu ai dám có lỗi với phong ca có lỗi với các huynh đệ ta tôn nghĩa cái thứ nhất đứng ra bổ hắn vĩnh viễn huynh đệ đám người nhao nhao nói tất cả mọi người là người trẻ tuổi tâm tình kích động coi trọng nhất tình cảm niên kỳ còn kém không uống huyết tử thành anh em kết bái ha ha những lời này ta mục phong nhớ kỹ đến làm mục phong cười một tiếng giơ chén lên chủ động nói đám người lại cạn một chén rượu cái này một loại cảm giác nhường hắn hoài niệm lên tại trong quân đội không có nhiều như vậy lục đục với nhau có chính là một đám đồng sinh cộng tử dám đem phía sau lưng giao cho người khác nhiệt huyết huynh đệ. Mà chính thật bước vào tu luyện giới sông sáo về sau quá nhiều âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt nhường loại cảm tình này tại tu luyện giới bên trong đều nhanh biến thành hy vọng xa vời người người đều là muốn dẫm lên người đầu lâu thượng vị leo lên có thể đồng sinh cộng tử người quá ít. Cho nên mục phong mới như thế chân quý dược xuyên loại này dám vì hắn bỏ được một thân dốc thịt cùng hắn chung phong vũ huynh đệ. Người A cuối cùng không phải kẻ độc hành lãnh khốc tu la không phải cũng là có tộc nhân mình sao. Huống chi mục phong còn tại nhiệt huyết nhất nhiên kỳ nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là khát vọng có một đám cùng tiến lùi đạo hữu huynh đệ. Một tháng qua liên chiến tất cả mọi người chiến công ta muốn đều đủ cơ bản nhất khảo hạch A. Mục Phong nói tất cả mọi người gật đầu có người cười nói, Phong ca ta một cái nguyên đan tu sĩ chiến tích đều siêu việt gấp 10 đà tới các ngươi tiêu chuẩn. Ha ha tiểu luân tử ngươi tung bay đám người cười to người này là trong mọi người không nhiều nguyên đan cảnh giới tu sĩ một trong mặc dù tu vi không cao nguyên đan cửu trọng bất quá nhỏ tuổi tiềm lực rất lớn chỗ nào đây đều là dính phong ca cùng các vị lão ca quang không phải thực lực của ta tại ma lan nguyên sinh tồn cũng không dễ dàng chỗ nào có thể kiếm nhiều như vậy chiến công tiểu luân tử cười nói ha ha đã đều đủ chiến công sự tình liền có thể hoãn một chút dù sao chúng ta tới nơi này kiếm chiến công không phải chủ yếu mục khảo hạch mục là vì tôi luyện cùng cường đại chúng ta chính mình đón lấy đặc biệt là tiểu luân tử các ngươi nguyên đan tu sĩ đem đạt được ma tinh hạch ma binh khí đều cầm đi mua a nhiều đổi lấy tài nguyên tu luyện tranh thủ sớm một chút tu luyện tới linh hải cảnh giới linh hải cảnh giới mới có thể tại ma lang vốn có một phần chân chính sức tự vệ mục phong đối tiểu luân tử đám người nói là phong ca chúng ta không biết kéo mọi người chân sau tiểu luân tử mấy chục tên nguyên đan tu sĩ trịnh trọng nói. Về phần những người khác cũng nhiều cảm mộ võ đạo tăng lên chính mình A à chân ý hóa cảnh cảm thấy mình có thể xung kích vương cảnh đều có thể thử một chút xung kích cảnh giới. Bất quá ta nhắc nhở mọi người một điểm chính mình lĩnh ngộ ra hóa cảnh chân ý càng nhiều ngưng tụ thiên phách càng mạnh. Nếu như chỉ thu một loại chân ý cũng không quan hệ đạo pháp ngàn vạn trăm sông đổ về một biển đồng dạng có thể trở thành cường giả tuyệt thế chỉ là chiến pháp bên trên. Trên thực lực muốn so người khác nhiều bỏ công sức tài nguyên phương diện ta là luyện đan sư luyện khí sư mập mạp cũng là luyện đan sư mọi người có cần cái gì trợ giúp tu luyện đan dược thu thập tài liệu tốt ta có thể giúp mọi người luyện ra cần đan dược thần binh chờ một chút. Mục Phong nhìn qua mọi người nói đám người chăm chú nghe cùng. Phong ca ngươi cũng nắm giữ bốn ý hóa cảnh ngươi cũng nên ngưng tụ thiên phách a. Có người hỏi, Mục Phong ngộ đạo thiên phú chiến phong không người không phục đúng vậy a à, phong ca ngươi nếu là ngưng tụ đột phá thiên phách cảnh giới khẳng định có thể treo lên đánh kia cái gì tự xưng thứ nhất phong lâm thiên hiện tại phong ca ta nhìn liền không thể so với phong lâm thiên yếu bốn loại hóa cảnh chân ý a à, má ơi ta liền tu luyện hai loại chân ý viên mãn còn liền một loại phong ca rất đả kích người đám người lao nhao nói mục phong cười nhạt nói ta các người bọn này thằng danh con cũng đừng lo lắng suy nghĩ thật kỹ các ngươi tăng lên a à đám người cười ha ha một tiếng cũng không nhiều hỏi mục phong bây giờ mặc dù không phải vương giả thực lực có thể treo lên đánh vương giả người không phải muốn nam ý hóa cảnh lại ngưng phách ha tử vân quận chúa thấp giọng thất kinh hỏi nàng biết mục phong lĩnh ngộ năm loại chân ý còn có một loại huyễn ý không có viên mãn mục phong cười nhạt một tiếng gật gật đầu yêu quái tử vân quận chúa le lưỡi bất quá cũng chờ mong nam ý ngưng phách kia ngưng tụ ra thiên phách đến lúc đó sẽ có bao nhiêu mạnh nàng cũng liền nghe qua hai ý ba ý ngưng phách bốn ý ngưng phách đều chưa nghe nói qua ba ý ngưng phách đều là không được thiên tài nàng cũng liền lĩnh ngộ tu luyện hai loại chân ý phải biết chân ý ngưng phách càng nhiều mặc dù thiên phách càng mạnh bất quá cũng không nhất định chính là càng tốt chân ý lĩnh ngộ thiếu ngưng ý ít người mặc dù thiên phách không nhất định mạnh có thể một lòng tu luyện nhanh a à. đến tương lai đến một bước kia chân chính độ khó liền xuất hiện bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 1154, mua sắm vật liệu. Đại đạo 3.000 từng cái từng cái đều có thể thành đạo nhìn trộm tiên duyên. Mà mục phong nghiên cứu năm đạo cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn sau so nghiên cứu một đạo tu sĩ tốn hao càng đa tâm hơn lực thời gian tại cả mộ đạo Pháp phía trên. Đồng thời hắn thực lực tất nhiên cũng càng mạnh. Đối mục phong lúc trước hai ngày chúng ta chiến đoàn tạm liệt thứ nhất về sau lại có một số đông người tìm tới dựa vào trong đó không thiếu một chút trăm người chiến đội muốn hay không tiếp tục khuếch trương. Tử vân quận chúa hỏi, không cần ta nói qua binh quý tại tinh mà không tại nhiều chúng ta cũng không phải sáng lập thế lực làm chủ vẫn là tăng lên chính mình tu vi tại nặng quá nhiều người lòng người ngược lại không đủ nếu là có một ngày chúng ta cái này hơn 300 người 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 thành chứng nhận vương đạo 300 người liền có thể cản 10 vạn hùng binh. Mục Phong nói, tử vân quận chúa ngẫm lại cũng cảm thấy là nhiều người chiến công phân phối mỗi người ngược lại liền không có nhiều như vậy. Bọn hắn hơn 300 người diệt một cái vạn lang bộ lạc mỗi người ít nhất cũng có thể phân phối mấy trăm chiến công nếu như là 3.000 người đâu chỉ sợ tu vi yếu người mỗi người nhiều nhất phân phối đến chừng 100 điểm không đến. Đám người cùng hoan mà khánh một ngày tiệc rượu lúc này mới tán đi mà mục phong thì là phái người đi tìm hiểu nơi nào có huyễn tinh bán ra. Huyễn tinh một loại ẩn chứa huyễn lực đặc thù tinh thạch có thể tu luyện huyễn thuật sử dụng cũng có thể dùng để cảm ngộ huyễn ý tu đi. Bất quá huyễn tinh tương đối hiếm thấy thừa thất trừ thiên địa sinh ra bên ngoài hoặc là chính là một chút huyễn thú thể nội sinh ra đến có phái ra người nghe ngóng lượt toàn bộ Lâm Nguyên thành cửa hàng cũng chỉ thu tập được 4 khối huyễn tinh mà lại chỉ là linh hải cảnh giới cấp bậc huyễn tinh cũng tốn hao mục phong hơn 2 vạn linh thạch. Mục phong thu thập huyễn tinh có thể dùng tới tu hành huyễn chi chân ý cũng có thể tu hành thật huyễn pháp nhãn. Phong ca chúng ta chạy lượt toàn thành cũng liền thu tập được cái này 4 khối huyễn tinh. Dương Hải xuất ra 4 khối nắm đấm lớn màu trắng tinh đan nói tinh thạch này nội bộ ẩn ẩn có một cỗ kỳ lạ linh hồn lực ba động chính là huyễn lực. Vất vả, Mục Phong tiếp nhận gật gật đầu đem mua sắm tốn hao linh thạch cho Dương Hải. Hắc hắc vì Phong ca làm chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Mục Phong nhìn qua cái này huyễn tinh linh hồn lực thăm dò vào trong đó cái này huyễn tinh bên trong ẩn chứa huyễn lực huyễn ý đều không mạnh mạnh nhất một khối chỉ là tại nhập cảnh viên mãn yếu chỉ có nhập cảnh đại thành huyễn lực cường độ. Mục Phong nhướng mày điểm ấy huyễn tinh đừng nói tu hành thật huyễn pháp nhãn lĩnh ngộ huyễn chi chân ý đều không đủ. Bất quá phong ca chúng ta tại một nhà bảo các ở bên trong lấy được tin tức ở một tòa khác so lâm nguyên thành lớn biên giang thành bên trong nhà này bảo các tổng bộ muốn cử hành một hồi đấu giá hội trong hội nghe nói có một khối hóa cảnh cấp bậc huyễn tinh đấu giá. Dương Hải còn nói thêm, hóa cảnh huyễn tinh, mục phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, không sai phong ca nếu là muốn mua sắm nói có thể đi biên giang thành nhà kia bảo các gọi vạn bảo cư phi thường nổi danh nghe nói là tại hai ngày sau liền cử hành đấu giá hội. Dương Hải còn nói thêm, tốt ta biết các huynh đệ vất vả tất cả đi xuống cố gắng tu hành a à. Mục Phong gật đầu cười nói Dương Hải bọn người cáo lui rời đi. Biên Giang thành vạn bảo cư, xem ra muốn đi đi một chuyến. Mục Phong thì thào nói, Biên Giang thành hắn biết khoảng cách Lâm Nguyên thành có 200 cây số khoảng cách không phải rất xa. Mà Biên Giang thành so lâm nguyên thành lớn hơn rất nhiều lần đóng quân hơn trăm vạn nữ ma quân mà tòa thành trí kia cũng là phương viên mấy trăm dặm lớn nhất một tòa biên cảnh quân sự thành lớn nhân khẩu hơn ngàn vạn nơi nào có đại quy mô ma lang nhân tộc xâm lấn chỗ nào đều tốt điều động binh lực. Mục phong quyết định chú ý cũng không chậm trễ trực tiếp rời đi nơi này lập tức xuất phát hướng Biên Giang thành. Sa lâm nguyên thành mục phong hướng đông phương hướng ngồi lang vân trực tiếp ngự không chạy về Biên Giang thành. 200 cây số khoảng cách đối với Lăng Vân tới nói bất quá là một bữa cơm thời gian không lâu sau đó đã nhìn thấy biên giang thành. Một tòa thành tường cao tới 200 trượng chi cao màu đen cửa thành vây xây ở đại địa bên trên chiếm diện tích đường kính có phương viên mấy trăm cây số một cái rộng trăm mét đại giang tại phía trước lao nhanh mà qua hướng chảy phương xa đại địa. Trên tường thành đều là san sát áo giáp màu đen ngự ma quân còn có hạng nặng cơ quan phù nỏ dựng lên để phòng xâm nghiêm. Người lui tới vào thành đồng dạng chỉ có thể theo cửa thành tiến vào không được bay thẳng vào trong thành. Mục Phong Lăng Vân thất bại cũng trực tiếp theo chỗ cửa lớn đi vào biên giang thành. Trên đường hắn lại còn trông thấy một chút treo khảo hạch chiến bài khảo hạch đệ tử tướng tất đều là tới đây mua sắm một chút tài nguyên dù sao Lâm Nguyên thành nhỏ hơn rất nhiều tài nguyên có hạn. Xin hỏi vị đạo hữu này vạn bảo cư ở phương nào? Mục Phong hướng một đi ngang qua tu sĩ hỏi. Tu sĩ này nhìn Mục Phong một chút nói, nơi này hướng đông cách xa 30 dặm kia cao trăm trượng cự hình tháp lâu chính là vạn bảo cư. Mục Phong nói tiếng cảm ơn hóa thành một đạo nguyên quang phá không mà đi. Mấy phút thời gian Mục Phong đã nhìn thấy cái này vạn bảo cư là một tòa cao hơn 200 trượng cự hình tháp lâu một khối to lớn tấm biển treo ở phía trên sách vạn bảo cư ba chữ phi thường đại khí. Phía dưới cửa vào xuất xứ tu sĩ lui tới không dứt làm ăn cực kỳ phát đạt. Mục Phong rơi vào trước cổng chính trước cửa có thật nhiều người mặc đen huyền bào đái đao hộ vệ khí thế bất phàm đều là linh hải cảnh giới cường giả, Mục Phong bước vào cái này vạn bảo cư bên trong nội bộ không gian cực lớn dung nạp trên vạn người cũng không có vấn đề thương phẩm dược dỡ muôn màu đan dược thần binh lợi khí linh tài linh dược thậm chí công pháp võ học vậy mà đều buôn bán đến có tới đây đi dạo tu sĩ cũng rất nhiều. Mục Phong dù tẩu xem ra một chút bất quá những này thương phẩm giá trị đều không thế nào cao đan dược cũng chính là tứ giai tông cấp linh đan dược liệu thần binh cũng đều là đẳng cấp này về phần công pháp gì võ học đều là huyền giai rác rưởi Mục Phong nhìn hứng thú đều không có hiển nhiên tầng thứ nhất không có cái gì hàng tốt. Một người mặc bạch y mỹ mạo thị nữ lưu ý mục phong nhìn về phía lấy điều này thương phẩm trong mắt đều là một tia vẻ khinh miệt thầm nghĩ đến khách hàng lớn lập tức tiến lên nói công tử không biết có cái gì có thể trợ giúp đến ngài. Mục phong nhìn về phía thị nữ này thì nữ này cũng là nguyên đan cảnh giới tu vi nói các người nơi này nhưng có ngũ giai vương cấp lôi thạch huyễn tinh phong cương thạch. Công tử cũng phải cần vương cấp vật liệu sao? Thị nữ càng cung kính hỏi phải dùng đến những tài liệu này đều là thiên phách cảnh giới đại nhân vật công tử này là thiên phách cảnh giới vương giả lôi thạch cần vương cấp về phần huyễn tinh tứ giai ngũ giai đều có thể đương nhiên phẩm giai càng cao càng tốt. Mục Phong nói, công tử ngài mời lên tầng 2, thị nữ này cung kính mời nói ở phía trước dẫn đường Mục Phong tùy theo mà đi. Vũ ca ngài mau nhìn đây không phải là Mục Phong sao, mà ở phía xa một mảnh thương phẩm khu có mấy đạo thân ảnh nhìn chằm chằm Mục Phong bóng lưng nói. Thật đúng là Mục Phong tên tiểu súc sinh này, một người trong đó nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong tất cả đều là thần sắc oán độc người này không phải người khác chính là chu vũ bọn người. Hắn vậy mà đến biên giang thành ha ha quá tốt ta muốn nhường hắn có đến mà không có về. chu vũ đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ oán độc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1155, trắng trợn thu mua hắc hắc tại Lâm Nguyên Thành có lẽ không làm gì được hắn bất quá cái này biên giang thành kiều ra thế nhưng là chúng ta chu gia phụ thuộc gia tộc một trong lần này ta không phải giết chết tên tiểu súc sinh này. Chu Vũ oán độc nói hắn bị dược xuyên làm cho cho tất cả chiến phong dưới người quỳ nhường hắn tại tất cả tuyển chọn đệ tử trước mặt mặt mũi lớn mất thù này hận này đã lên cao đến không chết không thôi tình trạng. Rất nhanh Mục Phong đi vào tầng thứ hai bị thị nữ mời đến đãi khách trong đại sảnh cũng để cho người ta vì Mục Phong cua được a một chén linh trà mà nàng rời đi không bao lâu thị nữ này lại đi về tới bất quá khi đến đã không chỉ nàng một người lại nhiều hai gã khác thị nữ nâng mấy cái lớn khay mà đến đặt ở trước bàn. Công tử đây là bản điếm bên trong ngũ giai hỏa lôi thạch đều là thật hỏa linh lôi lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành ngài mời xem qua. Thị nữ nói đem khay bên trong một cái ngọc thạch hộp dùng nguyên lực mở ra không dám dùng tay đi đụng vào. Trong hộp có một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ cam tảng đá vần quanh một tia màu đỏ cam sức mạnh sấm xét rõ ràng là một khối vương cấp ngũ giai hỏa lôi thạch. Mục Phong trực tiếp dùng tay nắm qua kia hỏa lôi thạch bên trong một cỗ cường đại hỏa lôi lực lượng lượn lờ bàn tay hắn Mục Phong lại là không có một chút thụ thương một màn này nhưng thị nữ kinh hãi đối Mục Phong càng phát ra cung kính. Cái này hỏa lôi thạch là ẩn chứa phần lực một loại thiên địa lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành liền một tia sức mạnh sấm xét thị nữ này tu vi cũng không dám tiếp nhận đủ để hủy diệt bàn tay nàng. Mà Mục Phong vậy mà có thể tay không cầm quan sát. Thiên phách vương giả tựa hồ cũng không dám đi, không tệ dùng để tu luyện đại thiên lôi thần ấn bên trong hạ lôi biến là thích hợp nhất dạng này hỏa lôi thạch các ngươi có bao nhiêu ta đều muốn mục phong bình tĩnh nói thị nữ nghe vậy trong lòng cuồng hỉ sắc mặt cũng càng thêm lấy lòng hai điểm nói cái này hỏa lôi thạch trong tiệm có tám khối mỗi một khối giá cả hai vạn linh thạch công tử đều cần sao đều lấy ra a à, mục phong gật đầu nhanh đi cho công tử mang tới thị nữ tiểu xuân vội vàng hướng một tên khác thị nữ nói nữ tử này nghe vậy lập tức đi lấy công tử ngài đang nhìn cái này Tiểu Xuân lại mở ra một cái khác khay trong mâm là có khỏa nguyên đan lớn tiểu bạch sắc hạt châu như là chân châu nội bộ ẩn chứa huyễn lực còn có một khối huyễn tinh. Cái này huyễn châu sinh ra từ Bắc Hải bên trong huyễn bối bên trong ẩn chứa nhập cảnh viên mãn huyễn ý hiệu quả cùng huyễn tinh tương đương mỗi một quả giá cả 5000 linh thạch trong tiệm có 14 quả còn có cái này huyễn tinh cũng là tứ giai huyễn tinh trong tiệm còn có 10 khối hàng tồn mỗi một khối giá cả 4000 linh thạch. Tiểu Xuân lại giới thiệu nói: Mục Phong cầm lấy huyễn châu dò xét một chút trong này ẩn chứa huyễn lực so huyễn tinh còn muốn thuần túy rất nhiều. Không tệ ta cũng đều muốn. Mục Phong gật đầu, Tiểu Xuân hô hấp cũng hơi gấp rút những vật này cộng lại đều giá trị mấy chục vạn linh thạch nàng cấp bậc có một phần trăm trích phần trăm Mục Phong cái này một đơn nàng đều có thể nâng lên ngàn linh thạch đối với nàng tu vi tới nói hơn ngàn linh thạch cũng không phải số ít. Đó là cái đại tài chủ A chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó bên trong đích truyền công tử. Nghĩ tới những thứ này Tiểu Xuân ánh mắt đều có chút mập mờ sau đó nàng lại tiếp tục giới thiệu nói, đây là phong cương thạch ngũ giai phẩm chất phong cương thạch trong tiệm chỉ có 3 khối tứ dai có 40 khối ngũ dai phong cương thạch mỗi khối một vạn linh thạch tứ dai phong cương thạch 1 ngàn linh thạch. Đều muốn, Mục Phong vung tay lên nói, tốt công tử chúng ta lập tức đều cho ngài đóng gói tốt đưa tới thanh toán công tử là dùng linh tạp đây vẫn là dùng linh thạch. Tiểu Xuân cung kính hỏi, linh tạp, Mục Phong nhướng mày nói, linh tạp là vật gì Tiểu Xuân nghe vậy sướng sờ hơi kinh ngạc nhìn qua mục phong người này vậy mà không biết linh tạp. Chẳng lẽ hắn không phải vạn tượng vực người? linh tạp là vạn tượng vực tất cả thương hội liên hợp chế tạo một loại chữ linh bài nội ẩn không gian linh thạch để vào chữ linh bài bên trong giao dịch thời điểm hai khối linh tạp đụng vào nhau đưa vào kim ngạch không gian nửa đường văn truyền tống linh thạch liền có thể hoàn thành giao dịch phi thường thuận tiện linh thạch thả chữ linh bài bên trong linh khí ngàn năm không tiêu tan chính là cái này thậm chí còn có thể ấm dưỡng linh thạch để vào chữ linh thạch nhập linh tạp bên trong ngàn năm về sau sẽ từ từ bị ôn dưỡng lột xác thành linh thạch tiểu xuân xuất ra một khối ngân sắc tinh thạch chế tạo chữ linh bài có lớn chừng bàn tay phía trên có khắc linh văn một chỉ dày Chúng ta lại gọi nó linh tạp bất quá ta đây chỉ là cấp thấp nhất ngân linh tạp không đáng tiền cao cấp nhất tử kim linh tạp nghe nói tương đương với một cái linh khoáng mạch để vào chữ linh thạch nhập trong đó trăm năm liền có thể lột xác thành linh thạch. Tiểu Xuân nói, Mục Phong tiếp nhận thưởng thức nhìn cường đại linh hồn chi lực phân tích khối ngọc thạch này linh bài. Cái này bài bên trong nội ẩn một cái không lớn không gian này bài bên trong ẩn chứa một loại đặc thù tam giai tụ linh trận nhưng chậm rãi hấp thu linh khí nhập bài trống rỗng ở giữa ấm dưỡng linh thạch một khối có thể thu nạp linh thạch chữ linh thạch để vào bài trống rỗng ở giữa ôn dưỡng hơn ngàn năm sau còn có thể lột xác thành linh thạch. Thật là kỳ lạ tụ linh văn đẳng cấp mặc dù thấp vậy mà có thể xuyên thấu không gian nạp linh tức giận. Mục Phong hít mắt thầm nghĩ cái này linh bài không chỉ có thể chứa đựng linh thạch thuận tiện thanh toán còn có thể tiền đẻ ra tiền bất quá cái này cần một cái quá trình khá dài. Nguyệt Nhi ngươi cảm thấy loại này linh văn thế nào? Mục Phong truyền âm hy nguyệt, không gian đạo văn sen lẫn tụ linh văn ta đã biết làm sao chế tác cái này linh tạp cho một đoạn thời gian thôi diễn. Ta có thể chế tạo ra cao cấp hơn đi ra, Nguyệt Nhi Tử Tốn nói. Lần này bởi vì công tử tiêu phí to lớn nếu như công tử không có linh tạp bản điếm có thể đưa công tử một chương kim linh thẻ. Một chương kim linh thẻ cũng cần một vạn linh thạch đây có thể chứa đựng trăm vạn linh thạch. Tiểu Xuân cười nói đem Mục Phong trả lại nàng linh tạp thu hồi. Ha ha vậy liền đa tạ, ta dùng linh thạch thanh toán a à, ngươi nhìn nhiều ít linh thạch. Mục Phong cười hỏi, hết thải cần 34 vạn linh thạch, Tiểu Xuân cung kính nói mục phong gật đầu còn tốt hắn trước một hồi điên cuồng luyện đan linh thạch có nhiều như vậy trực tiếp theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra mười mấy cái lớn áo ra linh thạch nhường vạn bảo cư người kiểm kê về sau vạn bảo cư người cũng đem mục phong đồ vật thu sạch tụ tập để vào một cái phổ thông càn khôn giới trong ngón tay mục phong cũng kiểm kê vật liệu còn có một khối kim sắc linh tạp vạn bảo cư đưa đối các người thu mua ma tinh hạch ma đan sao mục phong hỏi thu mua vương cấp ma đan đẳng cấp thấp nhất một cái 10 vạn đẳng cấp tối cao trăm vạn một cái giá thu mua tông cấp ma đan một cái quý nhất một vạn linh thạch kém cỏi nhất một ngàn linh thạch về phần kém cỏi nhất nguyên đan cảnh giới cấp bậc ma đan tốt nhất 300 linh thạch kém cỏi nhất 30 khối linh thạch tiểu xuân nói mục phong vung tay lên lập tức lít nha lít nhít ma tinh hạch ma đan xuất hiện tại tiếp khách trong sảnh lơ lửng giữa không trung số lượng nhiều không hạ sáu bảy ngàn viên kinh người ma khí tràn ngập toàn bộ tiếp khách sảnh tất cả mọi người rung động nhìn sang bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1156, sát cơ giấu giếm. Thật nhiều ma đan gia hỏa này săn giết nhiều như vậy ma lang tộc sao? Ta đi cái này đây cũng quá dọa người ai nhiều như vậy ma đan ma tinh hạch hắn là một người đồ một cái vạn lang bộ lạc sao? Tiếp khách trong đại sảnh khách nhân khác không ít người chấn kinh nhìn về phía mục phong còn có thị nữ cũng thế. Tiểu Xuân càng là thấy con mắt đăm đăm những ngày ma đan trong đó hơn phân nửa ma đan phát ra ma khí đều để nàng nguyên đan cảnh giới đại thiên vị tu vi cảm giác được run rẩy. Trong đó còn có năm viên ma đan càng làm cho nàng sinh ra một loại thở không nổi áp chế cảm giác kia là vương cấp ma đan. Người giúp ta nhìn một chút cái này một nhóm ma đan giá trị bao nhiêu tiền. Mục Phong từ tốn nói, tốt tốt công tử ngài xin chờ một chút nhóm này ma đan giao dịch giá cả quá cao ta không có quyền làm chủ ta lập tức gọi chúng ta đại tổng quản đến tiểu xuân lấy lại tinh thần nói nhường mục phong chờ một lát không lâu sau đó một người mặc hoàng y trung niên nam tử tới người này khí thức nội liếm bất quá trong hai con người thần hoa ngoại phóng tu vi cường đại là một thiên phách cảnh giới cấp bậc vương giả nhân vật công tử tại hạ cái này vạn bảo cư đại quản sự ôn hâm trung niên nam tử liếc mắt một cái mục phong sau đó nói đến bất quá trong lòng lại là kinh ngạc cái này mục phong làm sao lại chỉ có linh hải cảnh giới tu vi có được nhiều như vậy ma đan chẳng lẽ là ẩn nấp tu vi thật sự cường giả ôn quản sự Mục Phong ôm quyền đáp lễ, công tử yếu xuất thụ nhóm này ma đan. Ôn hâm cười hỏi, không sai ngươi giúp ta đánh giá cái giá A. À, Mục Phong từ tốn nói, ở chỗ này hoàn cảnh vực nhân loại ma tu không ít còn có ma tu đại tông môn những này ma nguyên đan có thể tinh luyện thành tu luyện đan dược bán ra cho ma tu không phải tại sao có thể có người thu mua. Ôn hâm linh thức quét một chút nhóm này ma đan rất nhanh liền phải ra một vài theo công tử nhóm này ma đan bên trong có 5 mai vương cấp ma nguyên đan 4 cái là nhất trọng ma nguyên đan một cái hai trọng ma nguyên đan còn có 2.600 khỏa tông cấp ma nguyên đan 4.400 khỏa phổ thông ma nguyên đan. Cái này ôn hâm chậm rãi nói những này phê ma nguyên đan mỗi một loại giá cả cuối cùng cộng lại giá trị 130 vạn linh thạch trong đó 5 mai vương cấp ma nguyên đan liền giá trị 60 vạn linh thạch. Mục Phong gật đầu liền lấy cái giá tiền này giao dịch đối phương đem linh thạch toàn bộ giao dịch truyền tống cho Mục Phong kim linh thẻ không gian bên trong mà Mục Phong sau đó lại mua sắm A à rất nhiều linh dược linh tài trong nháy mắt lại tốn hao hơn 30 vạn linh thạch. Ôn Tổng Quản xin hỏi các người nơi này là có phải có hóa cảnh cấp bậc huyễn châu đấu giá? Mục Phong lúc này mới hỏi đây là tới chủ yếu Mục. Không sai ngay tại ngày mai đấu giá hội chúng ta phòng đấu giá thật có một cái hóa cảnh chân ý vương cấp huyễn châu đấu giá công tử nếu là có ý ngày mai có thể tới chúng ta phòng đấu giá ngay tại 4 tầng bên trong. Ôn hâm cười nhạt nói sau đó còn cho Mục Phong một chương thẻ vàng nói là ra trận chứng nhận giá trị không bao nhiêu tiền trực tiếp đưa cho Mục Phong. Mục Phong nói lời cảm tạ tiếp nhận lúc này mới rời đi cái này vạn bảo cư Tiểu Xuân càng là đưa tiến tới cửa. Không biết công tử ở tại nơi nào, Tiểu Xuân hỏi khẽ cắn môi đỏ sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía Mục Phong ẩn chứa từng tia từng tia vũ mị chi ý. Ta còn không có tìm kiếm chỗ ở ta cũng không ở tại biên giang thành bên trong có chuyện gì sao. Mục Phong nhướng mày hỏi nếu như công tử tìm được chỗ ở có thể dùng cái này âm phù liên hệ Xuân Nhi Xuân Nhi nguyện ý đi phụng dưỡng công tử. Tiểu Xuân xuất ra một cái ngọc phù đặt ở Mục Phong trong tay thấp giọng nói sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Hôm nay Mục Phong nhường nàng kiếm mấy ngàn linh thạch nha đầu này là đối Mục Phong của ý a à, có lẽ là muốn ôm bên trên Mục Phong đầu này đùi a à cho là hắn là vương giả một cấp bậc đại nhân vật. Mục Phong nhìn qua trong tay ngọc phù mà Tiểu Xuân ngượng ngùng ở giữa đã rời đi. Mục Phong lắc đầu khẽ cười một tiếng cũng hiểu được nhẹ nhàng thở dài bóp nát trong tay Ngọc Phù quay người rời đi. Ai cho ta tốt bao nhiêu a à cà cà. Mục Phong đi trên đường ngay tại chỗ gần tìm một cái khách sạn ở lại mà mấy thân ảnh cũng trong bóng tối nhìn qua hắn tiến vào khách sạn này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra Mục Phong đợi đến ngày thứ hai lại tới đây vạn bảo cư bên trong. Làm gặp lại Tiểu Xuân lúc đó đợi Tiểu Xuân nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tràn ngập thất lạc cùng u oán bất quá vẫn là dẫn Mục Phong đi tầng thứ tư trong phòng đấu giá. Bốn tầng trong phòng đấu giá cực kỳ náo nhiệt giờ phút này không còn có hơn nghìn người lại tới đây tu sĩ cơ hồ không có tu vi tại linh hải cảnh giới phía dưới. Phòng đấu giá là hình nửa vòng tròn trung tâm chính là bàn đấu giá đấu giá tịch quay chung quanh bàn đấu giá. Các loại hồi lâu về sau rốt cục một người mặc hoàng y trung niên nam tử lên đài người này chính là ôn hâm. Ôn hâm đối đám người ôm quyền cười một tiếng nói, cảm tạ chư vị tới chúng ta vạn bảo cư phòng đấu giá cho chúng ta vạn bảo cư mặt mũi ôn hâm cảm ơn một tháng một lần phòng đấu giá quy củ rất nhiều người cũng biết kia ôn hâm cũng không nói nhiều cái gì chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề. Ôn hâm vung tay lên có thị nữ đưa lên một cái hộp gỗ đi lên mở ra hộp trong hộp là một thanh tứ dài thượng phẩm hỏa thuộc tính linh kiếm giá khởi điểm cách một vạn lập tức gây nên không ít linh hải cảnh giới bát cửu trọng tu sĩ tranh đoạt. Linh kiếm cũng không phải là người người đều có dù sao luyện khí văn sư thưa thất không dễ dàng đến huống chi phẩm chất cao linh kiếm. Có chút phương giả nhân vật dùng linh khí cũng chỉ là tứ giai linh khí. Linh kiếm này cuối cùng bị một người tu sĩ ba vạn giá cả vỗ xuống. Sau đó lại lên không ít vật phẩm đấu giá có linh đan linh dược vương cấp linh đan linh dược cũng tại đấu giá hội bên trong xuất hiện. Bất quá những này mục phong một kiện đều không có vỗ xuống đối với hắn mà nói vô dụng bất quá một khối ngũ giai linh quáng kim huyền thép mục phong xuất thủ tiêu bốn vạn linh thạch vỗ xuống cái này kim huyền thép thế nhưng là luyện chế linh khí tài liệu tốt đặc biệt là kiếm khí hắn đã đáp ứng cho tử dược luyện chế một thanh tốt nhất bản mệnh linh kiếm. Chu vũ công tử tiểu tử kia chính là người nói mục phong. Chiến lực có thể so với thiên phách cảnh giới tiểu tử. Nơi xa một chỗ đấu giá trên ghế một người mặc áo bảo màu đen khuôn mặt vàng vào trung niên nam tử hướng về hỏi chu vũ không sai kiều gia chủ người này cùng chúng ta chu anh đại tỷ cũng có không nhỏ mâu thuẫn chu anh đại tỷ cũng muốn trừ hắn cho thống khoái kiều gia chủ nếu có thể đem chuyện này làm tốt về sau chu anh mọi người tại chu gia địa vị thiếu không kiều gia chỗ tốt chu vũ cười nhạt nói bọn hắn chu gia thế nhưng là vạn tượng vực bên trong đỉnh cấp đại tộc phụ thuộc chu gia hơi thở đại trung tiểu gia tộc quá nhiều mà kiều gia chính là cái này biên giang thành bên trong phụ thuộc chu gia một cái gia tộc Chu Vũ công tử yên tâm tiểu tử này cũng dám đắc tội ngài cùng Chu anh tiểu thư lão phu tất nhiên sẽ nhường hắn phải trả cái giá nặng nề. Tiêu gia chủ có chút cung kính nói Chu Vũ nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu lạnh lẽo nói, ta muốn nhường hắn nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Mà Mục Phong lại là không biết mình bị chính mình oan ra lại nhớ thương mà ánh mắt của hắn lực chú ý chính hội tụ tại kia một kiện vật phẩm đấu giá bên trên chính là viên kia vương cấp Huyễn châu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1157, đấu giá Huyễn Châu. Trên đài đấu giá một cái có lớn nhỏ cỡ nắm tay tựa như màu trắng trân châu Huyễn Châu xuất hiện tại khay ngọc bên trong bị thị nữ bưng. Viên này Huyễn Châu bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại huyễn lực phóng thích mà ra không gian xung quanh hiện ra một chút bên trong biển sâu huyễn tượng ở phía trên hư không để cho người ta sợ hãi thán phục. Các vị viên này huyến châu là tại Bắc Hải thâm hải 10 km xuống đoạt được là tu luyện mấy trăm năm huyến bối vương sinh ra bên trong ẩn chứa một cỗ khổng lồ huyến lực càng có một môn huyễn thuật chất chứa trong đó giá trị đắt đỏ đối huyến thuật người tu hành có chỗ tốt to lớn cũng có thể lĩnh ngộ trong đó huyễn ý huyễn thuật đột phá tự thân đối huyến thuật sư tới nói đây chính là một kiện chân chính bảo vật. Ôn hầm giới thiệu nói lập tức trong phòng đấu giá mấy đạo cực nóng ánh mắt đều ngưng tụ ở cái này huyến châu bên trên. Mặc dù huyễn thuật sư tương đối ít thấy bất quá mỗi một tên huyễn thuật sư đều là thường nhân không nguyện ý trêu chọc tồn tại thần không biết quỷ không hay giết người huyễn thuật sư không người nào nguyện ý trêu chọc. Viên này huyễn châu bản công tử muốn, một người mặc lộng lẫy áo bảo tím thanh niên anh tuấn nhìn qua cái này huyễn châu cực nóng nói. Còn có một người áo đen hai con ngươi như là mắt ưng lão giả cũng cực nóng để mắt tới viên này huyễn châu. Bởi vì viên này huyến châu khó được phương diện giá tiền cũng là không ít ta vạn bảo cư cũng là tốn hao to lớn nhân lực tài lực mới giá khởi điểm 20 vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn linh thạch. Ôn hâm nói, 20 vạn linh thạch, ôn hâm vừa dứt lời kia thanh niên áo bảo tím lập tức giá bắt đầu. Là huyễn thuật gia tộc bên trong trương công tử trương công tử Tu Vi đã đạt tới linh hải cảnh giới đỉnh phong liền thiếu cái này một khỏa huyễn châu lĩnh ngộ hóa cảnh chân ý ngưng tụ thiên phách ha. Có người nói, 25 vạn linh thạch, mà lúc này tên kia áo bảo đen lão giả cũng nói. Lưu kiêu Đại Sư Lưu kiêu Đại Sư không đã là hóa cảnh Nguyễn thuật vương giả sao? Hắn còn cần cái này huyễn châu làm gì? Không ít người kinh ngạc nhìn về phía kia áo bảo đen lão nhân. Trương công tử nhướng mày nhìn về phía Lưu Kiêu đại sư một chút thầm nghĩ phiền phức sau đó nói, 27 vạn linh thạch. 30 vạn linh thạch, bất quá kia áo bảo đen lão giả cũng lập tức tăng giá nói. 33 vạn, 35 vạn, hai người lại quay rất nhanh nhường cái này Mai Huyễn Châu đạt tới 38 vạn giá cả. Lưu Đại Sư Ngài đã là hóa cảnh huyễn thuật Đại Sư muốn cái này Huyễn Châu làm gì dùng không nếu như để cho cho vãn bối vãn bối còn nhận Đại Sư một cái nhân tình. Trương Công Tử nhíu mày nói, hắc hắc lão hủ đối trong đó huyễn thuật tương đối cảm thấy hứng thú nếu là Trương Công Tử còn có thể ra giá cao hơn cách lão hủ cũng không tranh 40 vạn linh thạch. Áo bào đen lão giả cười quái dị nói, 40 vạn linh thạch cái giá tiền này đã ẩn ẩn vượt qua cái này huyễn châu giá cả. Trương công tử trong mày mặc dù biết tăng giá nữa đã là thua thiệt bất quá hắn tu vi đến bình cảnh còn kém huyện ý đột phá liền có thể ngưng tụ thiên phách cái này huyễn châu hắn không thể không tranh. 42 vạn, trương công tử cắn răng nói trương gia mặc dù cũng là biên giang thành đại gia tộc bất quá hắn muốn điều động nhiều như vậy tài lực cho mình dùng chỉ sợ trong tộc những cái này trưởng lão cũng biết lại nhảy cái không xong đi. Quả nhiên lần này áo bào đen lão giả không tiếp tục tăng giá hắn cũng chỉ là cảm thấy hứng thú trong đó huyễn thuật mà thôi gặp áo bào đen lão giả không tiếp tục tăng giá Trương Công Tử trong lòng có chút thở phào. 45 vạn linh thạch, bất quá lúc này một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên lập tức lại thêm 3 vạn linh thạch. Ai? Trương Hoa ánh mắt âm lãnh trông đi qua chỉ gặp là một người mặc áo bào đen một đầu tóc bạc thanh niên kêu giá cách. Vị huynh đệ kia cái này huyến Châu đối ta có tác dụng lớn không, nếu như để cho ta như thế nào ta Trương Hoa nguyện ý cùng huynh đệ kết giao bằng hữu 46 vạn linh thạch. Trương công tử cắn răng nói thầm nghĩ lần này trở về chỉ sợ phụ thân đều sẽ trách cứ hắn. 47 vạn linh thạch, Mục Phong nhìn Trương công tử một chút không chút nào mua trướng từ tốn nói. Trương công tử nghe vậy ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Mục Phong nắm nắm tay đầu trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận tiểu tử này lại không cho hắn mặt mũi hẳn là hắn không biết thân phận của mình. Công tử tội gì cùng hắn tranh đây tiểu tử này lạ mặt khẩu âm cũng có chút quái gì ta nhìn không phải chúng ta biên giang thành người một hồi. Trương Hoa một thuộc hạ thấp giọng nói Trương Hoa nghe vậy khóe miệng có chút dơ lên lộ ra một tia âm lãnh ý cười không có tiếp tục lại quay. Mà kia áo bảo đen lão giả một đôi tròng mắt cũng dò xét Mục Phong vài lần không biết đang suy nghĩ gì. Ôn hâm nhìn Mục Phong một chút gật gật đầu cái này mai Huyễn Châu cũng liền đấu giá cho Mục Phong thị nữ đem Huyến Châu trực tiếp đưa tiến đi Mục Phong dùng kim linh thẻ thanh toán linh thạch. Tiểu tử này ai vậy? Thật có tiền, không biết lạ mặt không giống như là đại gia tộc nào bên trong công tử khẩu âm cũng không phải chúng ta bản địa khẩu âm đoán chừng là ngoại lai tu sĩ A. À. Hắc hắc vậy hắn coi như thảm rồi Trương Hoa cũng không phải cái gì tốt nhân vật gia hỏa này như thế không cho Trương Hoa mặt mũi sợ rằng sẽ gặp nạn. Người ta có nhiều như vậy tiền ta nhìn cũng không phải nhân vật đơn giản có lẽ có ỷ vào đâu. Trung quanh không ít quay khách nghị luận nói mà đấu giá hội y nguyên tiếp tục tiến hành lại đấu giá rất nhiều thứ cuối cùng còn ra hiện một bộ địa giai trung phẩm công pháp nhưng không ít cỡ trung tiểu gia tộc tranh đến đầu rơi máu chảy mà mục phong cũng xuất thủ đấu giá hai gốc ngũ giai linh dược lại tiêu hơn 20 vạn linh thạch đấu giá hội tiếp tục đến trạng vạn tối đấu giá hơn 100 kiện vật phẩm lúc này mới tan cuộc mà mục phong cũng đạt tới chuyến này mục thành công đạt được cái này mai huyễn châu mục phong ra phòng đấu giá liên hệ ôn hâm hỏi có hay không vương cấp huyễn thú đồng tử vừa mua Bất quá kết quả nhường hắn thất vọng Bắc Hải bên trong huyễn thú phần lớn đều là huyễn bối không có đồng tử. Bất quá Mục Phong cũng nhận được một tin tức Bắc Hải bên trong có một loại huyễn thú tên Vệ Mộng Hầu thường ẩn hiện tại Bắc Hải bên trong hòn đảo thành trấn bên trong dùng huyễn thuật làm cho người nhập mộng vệ nhân linh hải cùng óc là Bắc Hải bên trong một lớn thú có hại liền có lợi hại thiên phách cảnh giới Vệ Mộng Hầu bất quá rất khó bắt giữ. Mục Phong thất vọng phía dưới cũng đành phải ghi lại liền tin tức này tương lai có cơ hội đi tìm tu luyện thật Huyễn pháp nhãn còn cần Vương cấp Huyễn thú đồng tử làm dẫn luyện chế chân Huyễn đan cộng thêm hấp thu đại lượng Huyễn lực mới có thể luyện ra môn này thần thông. Mục Phong ra vạn bảo cư một đường đi bộ trên đường chuẩn bị tại cái khác một chút trong cửa hàng thu nhiều mua một chút linh dược làm lợi dụng sau chính mình luyện chế cần dùng đan dược. Bất quá là Mục Phong đi ngang qua một tòa thành bên trong sông cầu thời điểm lại là dừng bước lại. Tại đầu này rộng mấy chục mét trên cầu đối diện một đám người chặn đường tại mặt cầu lạnh lẽo nhìn về phía mục phong. Mà phía sau cũng xuất hiện một đám người phong lui mục phong đường lui giữa không chung cũng có người lượn lờ nguyên quang lơ lửng mà lên lạnh lùng nhìn qua mục phong. Mục phong nhìn về phía kia thanh niên áo bào tím người này không phải trước đó trong phòng đấu giá gọi là cái gì trương hoa là ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 1158, Cùng cảnh vô địch hết thảy hơn 10 đạo thân ảnh theo giữa không trung đông nam tây bắc tứ phương chặn đường mục phong tất cả thoát đi phương hướng. Mà mục phong sắc mặt bình tĩnh bình thản nhìn qua trương hoa bọn người không có một vẻ bối rối. Ha ha vị tiểu huynh đệ này chúng ta lại gặp mặt. Trương hoa tay đánh một cái ngà voi gãy xương phiến tại cầu đối diện nhìn qua mục phong cười nhạt nói. Đem đường tránh ra, mục phong bình tĩnh nói. Tiểu tử ngươi còn không biết ngươi bây giờ tình cảnh sao. Trương hoa thủ hạ cười lạnh nói tiểu huynh đệ viên kia huyến châu ta nói qua đối ta có tác dụng lớn nếu như ngươi có thể trở tay mua cho ta ta có thể ra 30 vạn linh thạch làm người biết được tiến thối. Được bảo vật không có mệnh hưởng dụng nhưng là không còn ý tứ. Trương Hoa nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, ta lặp lại lần nữa không muốn chết đem đường tránh ra. Mục Phong bình tĩnh nói, tiểu tử ngươi muốn chết công tử chúng ta nguyện ý ra 30 vạn linh thạch hướng ngươi bán ngươi còn không thức thời mệnh cùng bảo vật linh thạch ngươi cũng không chiếm được. Trương Hoa thủ hạ cười gần nói, Trương Hoa sắc mặt cũng là trầm xuống thản nhiên nói, xem ra tiểu huynh đệ là không biết điều a à đã như vậy cũng trách không được ta Trương Mỗ lòng người hung ác động thủ. Trương Hoa khẽ quát một tiếng lập tức hơn 10 tên tu vi toàn bộ tại linh hải cảnh giới đại thiên vị cấp bậc linh hải nguyên tông cường giả bạo sát mà ra bộc phát ra cuồng bạo nguyên lực hướng mục phong quét sạch mà đi. Các loại nguyên lực phong bạo nghiền ép mà đến mà mục phong tựa như đứng tại trung tâm phong bạo không biết sống chết mục phong nhẹ nhàng lay động đầu thân thể trong nháy mắt động hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang chủ động thẳng hướng phương tây hai người giết hai người này gầm nhẹ phát ra cường đại oanh kích đánh tới một người cầm trong tay linh kiếm linh kiếm bộc phát mấy trượng lam quang ngưng tụ thành một đạo kinh người kiếm mang hướng mục phong phách chảm mà xuống còn có một người quyền ra lôi động lôi đình nguyên lực gào thét ngưng tụ thành một đạo màu lam lôi đình trùng sáng oanh sát hướng mục phong sâu kiến mục phong một trưởng ngưng tụ lôi đình nguyên lực cửu sắc lôi đình tại trong bàn tay hắn giao hội một tia chớp cổ ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà ra ầm ầm mục phong một trưởng chụp giết mà ra vậy tu luyện nhập hóa cảnh lôi đình chân ý cùng lôi văn dung nhập một kích này bên trong đại thiên lôi thần ấn phóng thích ra một cỗ lạnh lẽo sát ý lôi ý chính là thu lôi biến mấy trượng lớn nhỏ đại thiên lôi thần ấn oanh sát mà xuống trực tiếp đánh nát hai người công kích kiếm mang lôi đình trùng sáng vỡ vụn lôi đình chi lực toàn bộ xung kích tại trên thân hai người hóa cảnh nguyên tông hai người kêu thảm thân thể bị cuồng bạo lôi đình nhập thể bành một tiếng bạo tạc thành thịt nát thần hình đều diệt. Chết, phương bắc ba người kinh sợ ở giữa đánh tới ba đạo cuồng bạo nguyên lực công kích giết tới. Mục phong một tay gánh vác tay kia ngang nhiên giết ra khí kình lôi đình nguyên lực cuồn cuộn gào thét hóa thành 20 đạo lôi đình sóng lớn đánh ra mà ra tùy tiện đánh nát ba người công kích đem ba người cuốn vào quyền này sóng bên trong khí kình nguyên lực điệp ra đập mà lên ba người phòng ngự hộ thể vỡ vụn thân thể bành bành bành, bành bị đánh nát thành thịt nát. Bành! Một quyền đánh giết ba người này mục phong chân đạp hư không thân thể bành một tiếng bắn ra một cái trắng nõn nắm đấm ngang nhiên giết ra đáng sợ lôi đình khí kình oanh ra phía trước hư không bị oanh sát ra một đạo màu đen quyền lực chân không thôn vệ hướng một người trực tiếp đem người này oanh kích đánh nát quyền lực chân không cũng đánh vào cái này nhân thân thân thể một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng cự lực bộc phát. Bành, 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 cái này nhân thân thân thể như là mạng nhện nứt ra vỡ vụn bành một tiếng trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bột mịn. Người ngạnh sinh sinh bị xóa bỏ sạch sẽ làm sao có thể tiểu tử này làm sao lại cường đại như thế. Trương Hoa quá sợ hãi nhìn qua mục phong một quyền một trưởng ở giữa liền có thể như là bóp chết con kiến đánh giết cùng cảnh giới tu sĩ rung động trong lòng. Hừ bất quá coi như như thế ngươi cũng phải chết. Trương Hoa hừ lạnh sau đó chỉ gặp hắn trong hai con người bộc phát ra tinh quang một cỗ huyễn lực theo trong mắt của hắn quét sạch mà ra đánh vào mục phong linh hải. Chiến đấu mục phong thân thể hơi ngừng lại hai con người nhìn về phía Trương Hoa lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Linh hải không gian bên trong mục phong cùng trương hoa đối lập trương hoa huyễn lực huyễn hóa ra một đầu to lớn hắc mãng gào thét cắn một cái thẳng hướng mục phong linh hồn. Tiểu tử ngươi chết chắc bị ta kéo vào huyễn thuật không gian ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản dưới trướng của ta người công kích. Trương hoa cười lạnh nói, mục phong đứng chắp tay linh hải không gian sôi trào một cỗ càng thêm bành trướng huyễn lực trong nháy mắt gào thét mà ra không gian xung quanh trực tiếp huyễn hóa thành một cỗ biển lửa ngưng tụ ra một cái luyện ngục hỏa long hỏa long gào thét đánh về phía hắc mãng trực tiếp đem hắc mãng chấn vỡ phốc phốc thật mạnh nguyễn lực trương hoa kinh hãi sắc mặt trắng bệch đau đầu não chướng chính mình nguyễn thuật lại bị mục phong trong nháy mắt đánh nát phun ra một ngụm máu tươi bất quá lúc này bốn tên linh hải nguyên tông đã nộ sát hướng mục phong thân thể tiểu tử chết đi bốn người này gầm thét bàn tay lớn màu vàng óng cuồng bạo kiếm khí quyền mang đao quang bốn đạo cuồng bạo oanh kích bao phủ hắn thân thể phía dưới mặt sông sôi trào bị chấn lên cao mấy chục mét sóng nước lần này hắn hẳn là hóa thành bột mịn a à. một người cười gần nói tiểu tử này thực lực thật đáng sợ lại là nửa bước thiên phách hóa cảnh nguyên tông đỉnh phong linh hải cường giả nếu không phải công tử huyễn thuật cho chúng ta công kích tranh thủ thời gian còn chưa nhất định giết đến hắn một người khác lòng còn sợ hãi nói giết ta ha ha chỉ bằng các ngươi đến thêm một trăm cái a à, mà lúc này một đạo mỉa mai thanh âm theo cuồng bạo năng lượng khí lãng sông truyền ra một thân ảnh theo còn tại sôi trào nguyên lực trong công kích đi ra áo bảo màu đen đều không có chút nào tổn hại làm sao có thể, bốn người này song song mà đứng một mặt chấn kinh chi sắc trương hoa cũng là không dám tin chung quanh rất nhiều đi ngang qua tu sĩ trong con người cũng lộ ra rung động thần sắc. Mục phong trong tay thêm ra một thanh vết dỉ loang lổ cổ kiếm trong kiếm dần dần sáng lên sáng trói lôi quang kiếm mang kinh thiên kiếm y phóng thích. Nhanh cùng tiến lên giết hắn, trương hoa giận dữ hét, giết, bốn người cũng gầm thét lên tiếng thể nội cuồng bạo nguyên lực lần nữa điều động sát phạt mà ra. Kim tuyệt trưởng, huyền thủy kiếm quyết, chấn thương quyền, bốn người oanh ra bốn đạo cuồng bạo đánh vào một lần thẳng hướng mục phong mà mục phong một tay cầm kiếm cổ kiếm bên trên có lôi đỉnh kiếm dệt bên trong hữu lực kình ngưng tụ tùy ý một kiếm chảm hoạch mà ra xoẹt xẹt không gian đều phảng phất bị xé rách một đạo lôi quang sáng chói kiếm quang xẹt qua hư không đánh tới kiếm mang quyền kình trưởng ấn các loại trong nháy mắt vỡ vụn kiếm mang xé rách bốn người hộ thể cương nguyên thấu thể mà qua bốn người thân thể dừng lại đôi mắt trợn thật lớn từng cái lộ ra không dám tin thần sắc phốc 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 phốc, sau đó bốn người thân thể toàn bộ theo lồng ngực vị trí đứt gãy hai đoạn máu tươi phun ra trời cao thi thể rơi xuống nhập trong sông. Mà Mục Phong đạm mà thu kiếm cổ kiếm hóa thành linh quang thu nhập hắn thân thể phảng phất chỉ là giết bốn cái không có ý nghĩa con dẹp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1159, Huyễn thuật đại sư bờ sông bên trong thành chỉ có gió nhẹ phơ phất thổi qua đi ngang qua các tu sĩ đều chấn kinh nhìn về phía kia một thân áo bảo đen thanh niên tóc bạc trong con người tất cả đều là chấn kinh chi sắc người kia là ai a à? thật là khủng khiếp thực lực đúng vậy a bốn tên linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả vậy mà ngăn cản không nổi hắn một kiếm kinh khủng biên giang thành bên trong lúc nào nhiều một vị mạnh như vậy nguyên tông hắc hắc trương hoa tiểu tử kia gặp phải hàng cứng đi ngang qua các tu sĩ có người kinh hãi có người cười trên nỗi đau của người khác nói trương hoa hoảng sợ trở ra trước người hắn hai tên hộ vệ cũng hai chân rung động rung động nhìn về phía mục phong lên cho ta lên cho ta a à, trương hoa giận giữ hét thét ra lệnh hộ vệ bên trên công tử người này chúng ta đối phó không trốn đi hai người này nhìn qua đi tới mục phong hoảng sợ ở giữa trực tiếp vứt xuống trương hoa quay người mà chạy trở lại cho ta trương hoa gầm thét nhìn về phía đi tới mục phong cũng quay người mở trốn muốn chạy trốn Mục Phong cười lạnh một chảo cầm long chảo ngưng tụ mà ra cầm long kình hút cuốn về phía trương hoa thân thể ngạnh sinh xinh đem trương hoa theo ngoài trăm thước hút cuốn về phía hắn. Mục Phong đưa tay một đạo trưởng kình đánh vào trương hoa thân thể. Phốc phốc, trương hoa bị một trường lực lượng kinh khủng chấn thương thể nội xương cốt không biết đoạn nhiều ít kêu thảm rơi xuống nhập trong sông. Mục Phong nhảy xuống mặt sông chân đạp mặt sông như dẫm trên đất bằng một tay nhấc lên trương hoa cổ con người màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn qua trương hoa. Ngươi có biết dám xuống tay với ta người đều là kết cục gì? Mục Phong lạnh lùng nói, công tử tha mạng tha mạng tại hạ cũng là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cầu công tử tha ta một mạng. Trương Hoa hoảng sợ nói, tha mạng có thể bất quá không biết ngươi cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền vậy. Mục Phong trêu tức hỏi, 30 vạn tại hạ nguyện ý ra 30 vạn. Trương Hoa vội vàng nói, không đủ, Mục Phong từ tốn nói, 35 vạn, công tử ta chỉ có nhiều như vậy. Trương Hoa vẻ mặt đau khổ nói, trước đó ngươi không phải có thể ra hơn 40 vạn mua sắm huyễn châu sao. Mục Phong cười lạnh, Trương Hoa sắc mặt trắng bệch nói, 45 vạn đây là ta tất cả thân gia. Cuối cùng Trương Hoa dùng linh tạp thanh toán cho Mục Phong 45 vạn linh thạch Mục Phong mới buông tha hắn. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm Mục Phong cũng không có để ở trong lòng tu luyện giới chi hiểm ác dạng này sự tình rất phổ biến hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải. Trở lại trong khách sạn Mục Phong xuất ra viên kia huyễn châu quan sát. Viên này huyễn châu có lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch như chân châu Mục Phong cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bành trướng huyễn lực. Mục phong linh hồn lực tiến vào bên trong ý thức trong nháy mắt đi vào một mảnh chân ý không gian. Đây là một phương hải vực tựa như vạn mét phía dưới bên trong biển sâu có kỳ lạ cá bơi ở trong biển du hành lấy tại cái này huyễn lực không gian, mục phong ý thức có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng thâm hải áp lực truyền đến. Tại cỗ này dưới áp lực phảng phất linh hồn cùng thân thể cũng không thể động đậy. Đây chính là viên này huyễn châu bên trong huyễn thuật thật mạnh sâu ép giam cầm lực ý thức lâm vào huyễn thuật bên trong nhục thể vậy mà cũng không thể động đậy mà lại cỗ này áp lực nhục thể tiếp nhận giống như thực chất. Mục phong chấn kinh hóa cảnh chân ý cấp bậc huyễn thuật đã có thể đạt tới hóa hư làm thật cảnh giới. Cái gì gọi là hóa hư làm thật linh hồn ý thức khắp nơi tiếp nhận cái dạng gì huyễn thuật công kích nhục thể cũng tại tao mộ đồng dạng công kích cái này chính là hóa hư làm thật. Mà tại cái này thâm hải huyễn cảnh bên trong mục phong còn có thể trông thấy một đầu hình thể to lớn có phòng ốc lớn tiểu bạch sắc con trai lớn lơ lửng tại trong ảo cảnh mà đây chính là cái này huyễn châu bên trong hóa cảnh chân ý ngưng tụ huyễn thể cũng là huyễn bối bản thể bộ dáng mục phong dùng hết toàn bộ huyễn lực ngăn cản cỗ này huyễn cảnh bên trong thâm hải áp lực ý thức thân thể chỉ có thể cực kỳ chậm chạp du động chậm như là một cái oa nghiêu nếu là tại trong hiện thực hắn đối kháng dạng huyễn thuật cao thủ bên trong dạng này huyễn thuật sợ rằng sẽ bị người ta tùy tiện đánh giết đi đồng thời mục phong linh hồn lực cũng tại tinh tế cảm mộ cái này huyễn châu bên trong hóa cảnh huyễn ý đêm dài một thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào mục phong ở lại khách sạn viện lạc trên không một đôi như là mắt ưng ừ, đôi mắt phóng xuất ra chấn động tâm hồn quang mang hắn nhìn về phía căn này khách sạn viện lạc lộ ra một tia lạnh lẽo chi ý sau đó một cỗ cực kỳ cường đại huyễn lực bao phủ toàn bộ viện lạc chìm mộng thuật người này thấp giọng nói chỉ gặp trong sân kêu to côn trùng trong nháy mắt an tĩnh lại có một cái bay qua dạ bước cũng trong nháy mắt rơi xuống bầu trời đêm rơi trên mặt đất phẳng phất rơi vào trạng thái ngủ say ngay tại lĩnh ngộ huyến châu bên trong huyện ý mục phong trong nháy mắt cảm giác một cỗ giã rời mộng ý cuốn tới linh hồn đều nhanh lâm vào trong mê ngủ. Ngồi xếp bằng thân thể cũng lập tức ngửa ra sau ngã xuống giường. Két, mà lúc này cửa gian phòng bị mở ra một thân ảnh đi tới. Người này không phải trước đó trong phòng đấu giá cùng trương hoa lại quay áo bảo đen lão giả là ai. Lưu Kiêu đi vào trong phòng nhìn qua đã ngủ say trong phòng mục phong cười nhạt một tiếng nhìn về phía trong ngực hắn huyến châu lúc càng là lộ ra một tia mừng rỡ quang mang. Áo bào đen lão giả đến gần đến đây một bà nhắc lên huyễn châu cười nhạt nói, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu viên này huyễn châu còn không phải tiện nghi lão phu trương hoa tiểu tử kia cuối cùng vẫn là quá non. Hắn sau đó lại nhìn phía mục phong đặc biệt là trông thấy bên hông hắn ngọc bài thời điểm lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên lai là vạn tượng tông khảo hạch đệ tử bất quá tiểu tử này có tài lực cạnh tranh xuống viên này huyễn châu chắc hẳn xuất thân một cái kia trong đại tộc thân gia tất nhiên không thấp. Áo bào đen lão giả tự nói nói sau đó lại chụp vào mục phong bàn tay đi lấy trên ngón tay càn khôn giới chỉ. Bạch, mà lúc này lúc đầu trong ngủ mê mục phong thình lình mở to mắt trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt hiển hiện động tác nhanh như thiểm điện một kiếm đâm vào áo bào đen lão giả thân thể. Thổi phù một tiếng một kiếm này trực tiếp xuyên thủng không có chút nào phòng bị áo bào đen lão giả bụng dưới đâm xuyên đan điền. A, à, áo bào đen lão giả kêu thảm thân thể nhanh lùi lại một tay che lấy bụng dưới ánh mắt chấn kinh nhìn về phía mục phong không dám tin. Mục Phong từ trên giường đứng dậy nhìn qua cái này áo bảo đen lão giả cầm trong tay cổ sát kiếm thản nhiên nói, đường đường vương giả tiền bối vậy mà cướp đoạt ta một tên tiểu bối tài vật thật sự là có sai lầm phong phạm. Làm sao có thể tiểu tử ngươi tu vi làm sao có thể ngăn cản ta huyễn thuật. Áo bảo đen lão giả nhìn qua Mục Phong chấn kinh nói hắn nhưng là thiên phách cảnh giới cấp bậc huyễn thuật đại sư A. Huyễn ý không đạt hóa cảnh huyễn thuật sư tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn huyễn thuật. Mục Phong nghe vậy không thể không đưa vừa rồi hắn xác thực kém chút bên trong đối phương huyễn thuật hôn mê bất quá hy nguyệt nguyên thần chi lực thời điểm then chốt bảo vệ linh hồn hắn. Mà Mục Phong cũng liền tương kế tự kế nhìn là ai ra tay với hắn lúc này mới có cái này hoàn mỹ đánh lén một kích. Vấn đề này ngươi vẫn là đi địa ngục hỏi Diêm Vương A ngươi đan điền bị ta đâm xuyên ta nhìn ngươi còn có thể điều động nhiều ít công lực. Mục Phong cười lạnh nói rút kiếm bạo sát hướng tên này huyễn thuật đại sư. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.